Quê Hương Chen Đồ xin chào quý vị. Cảm ơn tác giả Quỳnh Giao. Truyện tình loạn. Tập 3 cũng là tập cuối. Chương 17, vào một buổi trưa nọ, tôi vừa ngủ trưa dậy thì đột nhiên có tiếng chuông reo ở cửa, tôi vừa đi ra mở cánh cửa thì trông thấy một người đàn ông lạ mặt có bộ điệu không được tử tế cho lắm tôi hỏi y ông muốn tìm ai và có chuyện chi người đàn ông ấy mỉm cười hỏi lại cô là vợ ông trương vĩnh trọng phải không nụ cười khác thường của y khiến tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi nhưng tôi cũng gượng gật đầu ngay lúc ấy từ phía cầu thang có ba người đàn bà cao lớn mập mạp xông lên phòng tôi với gương mặt hầm hầm, đầy hung dữ. Tôi đoán biết chuyện gì rồi, liền lớn tiếng quát hỏi, mấy người muốn gì? Cướp hả? Một trong ba người đàn bà ấy có bộ trăng đầy vàng và mặt mày đanh đá đứng chống nạnh hai tay và cười nhạt nói, cướp à. Câu nói đó nghe hay nhỉ? Tôi hỏi cô câu này. Cô hãy còn trẻ thế kia, tại sao cô lại cướp đoạt chồng tôi? tôi đứng chết lặng người đi, một người đàn bà khác có gương mặt đanh đá không kém chen vào nói, trong cô đẹp để thế kia thì cô kiếm chồng đâu có khó khăn gì, tại sao cô lại đi làm bé người ta? Tại sao cô lại phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta chứ? Tôi phẫn nộ gắt, mấy người là ai? Tôi không biết mấy người là ai hết. Mấy người hãy đi khỏi nơi này mau, người đàn bà có răng vàng đầy mồm hách dịch trả lời, tao là vợ lớn của Trương Vĩnh Trọng đây. Mày là gì kia chứ? Mày là vợ bé của anh ấy, tôi tức giận nói, yêu cầu bà hãy tôn trọng lời nói một chút, vợ Trương Vĩnh Trọng biểu môi, cái thứ người như mày thì có đáng gì mà phải tôn trọng chứ? Hứ cái đồ không biết nhục, tôi quá căm phẫn đưa tay đẩy họ đi và hét lên. Các người hãy đi đi. Cút đi. Cút hết đi, vợ Trương Vĩnh Trọng dây sang người đàn bà có gương mặt dài đang đứng bên cạnh và nói, dì hai hãy xem. Nó hung dữ như thế đó. Nó dám ngang nhiên ra tay đánh người như vậy, người đàn bà có gương mặt dài liền xông ngay tới, sẵn tay áo lên chuẩn bị nhào vào đánh tôi, tôi chống nạnh hai tay và hàng học quát, mấy người muốn đánh tôi. Phải không, người đàn bà mặt dài chẳng nói chẳng rằng, xông ngay tới trước tôi lập tức chụp lấy chiếc ghế và ném về phía họ cả ba người đàn bà đều kêu lên oái oái và thối lui ra sau mấy bước liên tiếp khi đã đứng yên xong họ liền mỗi người đều cầm lấy vũ khí và xông tới lần nữa tôi vội vàng thối lui ra sau lưng áp vào tường nghiêm trọng chờ đợi khiến họ không còn dám tiến đến gần nữa giữa lúc ấy những người ở tại các phòng gần đó nghe động nên mở cửa ra nhìn có một số trẻ con thấy thế thì vỗ tay cười ha hả, còn một số người lớn tuổi thì lật đật chạy tới để ngăn. Ba người đàn bà nọ thấy những người ở gần đó khuyên can thì đành giận dữ bỏ đi. Nhưng trước khi đi vợ Trương Vĩnh Trọng còn quay đầu lại hàng học nói, mày hãy chờ xem vở kịch hay. Bao giờ cũng ở đoạn cuối. Mày sẽ không còn có an ninh, trong những ngày sắp tới nữa đâu, tôi ném một cái nhìn đầy giận dữ về phía bà ta. Tuy nhiên tôi chẳng hề có đánh lộn với bọn người ấy, nhưng tình cảm của tôi lúc bấy giờ bị tổn thương không ít, nên tôi rút vào trong phòng và khóc nức nở. Lúc 6 giờ rưỡi chiều thì Trương Vĩnh Trọng về tới. Chàng đến bên cạnh giường và dịu dàng bảo tôi: "Isa, em đừng khóc nữa." Tôi gắt to: "Anh chớ nên để ý tới tôi làm gì?" Trương Vĩnh Trọng ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy em?" Tôi đau khổ nói: vợ anh đã dẫn hai người đàn bà đến đây đánh tôi anh còn chưa chịu mau mau rời xa tôi nữa sao trương vĩnh trọng cương quyết nói anh không thể nào rời xa em được tôi hận oán nói ngày hôm nay tôi rất hối hận vì đã bị anh lường gạt chàng mở to đôi mắt nhìn tôi đăm đăm đã bị anh lường gạt tôi giận dữ đưa mắt nhìn chàng chứ không phải thế ư anh còn nhớ không Chính anh đã nói với tôi là vợ và các con anh đều ở tại Thượng Hải. Nhưng ai mà ngờ vợ con anh đều ở tại Hương Cảng, chàng ngượng ngùng cúi đầu để tránh cái nhìn của tôi và buồn bã nói, anh thừa nhận rằng anh đã có nói câu ấy. Nhưng anh chẳng hề có ý lường gạt em. Sự tình rất là rõ ràng, nếu anh có ý lường gạt em thì không hề gặp chuyện rắc rối như thế này, tôi lạnh lùng nói, phải Tôi biết anh chẳng hề có ý lường gạt tôi. Chính vì tôi mà anh đã không ngó ngàng gì đến vợ và con anh nữa, lẽ nào tôi lại chẳng biết sao? Thế nhưng việc anh đã làm khiến cho tôi rất khó xử. Tôi cũng là đàn bà, nếu như tôi là vợ anh thì tôi cũng rất đau khổ như thế. Chàng đưa tay sờ nhẹ nhẹ lên vai tôi và nói nho nhỏ, Isa, em thật là người quá lương thiện nhưng rất tiếc là sự lương thiện của tôi lại không được người ta thấy cho trong con mắt của vợ anh tôi lại trở thành một người đàn bà bất lương chàng an ủi tôi em chớ nên giận nữa nàng chỉ là một người đàn bà không có tư tưởng gì cả bà ta cho rằng tôi là thứ đàn bà chuyên môn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác bà ta cho tôi là hạng người hết sức đê tiện vĩnh trọng anh hãy nói đi tôi có phải là hạng người như thế không, em nào phải hạng người như thế đâu. Nàng ta là người không có trí thức, là người thô lỗ, thì biết gì đâu em, tôi mãn ý cất tiếng cười thật cay đắng, sau khi im lặng đến 5 phút, đột nhiên Trương Vĩnh Trọng nói, sự tình đã đến nước này rồi anh không thể nào khách sáo đối với cô ả à được nữa. Ngày mai, anh sẽ đến văn phòng luật sư, tìm một người bạn để bàn tính mới được, tôi hồi hộp hỏi. Anh tính làm thủ tục để cùng bà ta ly hôn phải không?" Trương Vĩnh Trọng gật đầu, nhưng anh không thể cùng bà ta ly hôn được. "Em nguyện sẽ đi tìm việc làm để anh không còn phải nuôi em nữa." "Bao nhiêu tiền lương của anh hãy gửi về cho vợ anh đi, nhưng anh cũng đã từng nói đến điều đó với cô ta rồi." Nhưng cô ta chẳng bằng lòng, cô ta chỉ muốn độc chiếm anh thôi. "Tôi lặng người đi." Trương Vĩnh Trọng khích động nói tiếp sớm muộn gì anh cũng sẽ cùng cô ta ly hôn anh không thể để cho hôn ước trói buộc anh vĩnh viễn được anh không thể để cho cô ta tiếp tục núp bóng anh mà làm điều bậy bạ được núp bóng anh như thế nghĩa ra sao chàng không trả lời mà chỉ khẽ buông một tiếng thở dài u uất một lúc rất lâu chàng mới nói cô ta không bao giờ chịu làm người tử tế cả cô ta đã bị nhiễm bởi chất độc cô ta mượn tiền đi hiếp chất độc làm cho anh hết sức khổ tâm. Cô ta cho rằng anh không có lương tâm, nhưng lương tâm của anh không thể để dành cho hạng người như thế. Tôi đã quen biết Trương Vĩnh Trọng từ hai năm nay, nhưng chính cái giây phút này đây tôi mới thực sự hiểu rõ chàng. Cuộc hôn nhân đầy bất hạnh đã khiến cho nội tâm của chàng quá đau khổ, và đó có lẽ là lý do đã khiến chàng trở nên trầm mặc và ít nói. Lúc ban đầu tôi rất thương hại cái tình cảm của vợ trương vĩnh trọng và chính vì lý do đó mà tôi đã yêu cầu chàng hãy rời xa tôi để trở về với vợ chàng nhưng giờ đây nghe qua những nỗi khổ tâm của trương vĩnh trọng tôi không còn thương xót vợ chàng nữa mà trái lại tôi càng cảm thấy hận bà ta hơn trương vĩnh trọng ngậm ngùi nói y sa cô ta là hạng đàn bà như thế đó thì em có trách anh sao lại chẳng có lương tâm đối với cô ta không anh đã đem tiền về nhà cho cô ta nuôi gia đình nhưng cô ta lại lấy tiền đi hít ma túy hết cả nhưng trong tướng mạo bà ta có vẻ mập mạp lớn con như vậy thì chẳng có vẻ gì là nghiện ma túy cả cô ta chỉ mới nghiện đây thôi anh chẳng biết cô ta hít ma túy nhưng chính tiểu ngưu đã nói cho anh nghe tiểu ngưu đã cho biết là cô ta thường tới nhà chu bác cô để làm việc đó nhưng chu bác cô là ai Chu Bác Cô là người chuyên cho vay tiền lấy lời rất cắt họng, lại còn mở một tiệm buôn ma túy. Mụ ta cho những người nghèo khổ vay tiền với số lợi rất cao, đến kỳ hạn mà chưa có tiền trả. Nhưng nếu có con gái lớn ở nhà, mụ ta sẽ đến ép buộc người vay nợ phải đem bán con gái cho vũ trường hoặc quán rượu. Mụ ta quen biết rất nhiều giới trong cái xã hội bất lương ấy, Vĩnh Trọng trầm mặt một lúc rồi mới nói tiếp nói đến chuyện làm thủ tục để cùng cô ta ly hôn thì không thể nào hoàn thành trong một thời gian ngắn được, em chưa hiểu rõ cái ý của anh muốn nói gì. Anh nói như thế có nghĩa là, trước khi anh cùng cô ta được phép ly hôn, chúng ta cần phải tạm thời lánh mặt cô ta mới được. Anh rất lo ngại trong khi anh đang bận đi làm việc, cô ta sẽ dẫn người đến đây làm ầm ĩ lên. Anh nói như thế có nghĩa là chúng ta cần phải dọn nhà đi nơi khác. Chàng gật đầu, phải. Cô ta là hạng đàn bà rất hung dữ, chuyện gì cũng có thể làm được. Nên tốt hơn hết chúng ta hãy lánh mặt cô ta đi, tôi suy nghĩ giây lát rồi nói, nhưng hương cảng là một cái đảo nhỏ, nên dù chúng ta có trốn ở đâu đi nữa, rồi cô ta cũng sẽ tìm ra, đành vậy, nhưng chúng ta chỉ tạm thời lánh mặt cô ta một thời gian thôi, chừng nào thủ tục ly dị đã xong xuôi, chúng ta không còn phải trốn tránh cô ta nữa. Tôi buồn đầu nói, nhưng anh bất tất phải đem trọn tình yêu thương mà ban cho em. Anh cần phải đem tình yêu thương của anh mà phân chia cho các con của anh là hơn. Em lương thiện lắm, Isa ạ. À. Anh cũng đã tính rằng sau khi anh ly hôn với vợ anh xong, anh sẽ đem các con anh về đây sống chung với chúng ta. Chẳng hay em có ý kiến như thế nào? Tôi đáp nhanh, em chẳng có ý kiến gì cả anh có làm như thế thì lương tâm em mới yên ổn phần nào được. Nếu không, em chỉ mong muốn anh sớm xa em mà thôi. Chàng hỏi tôi, theo ý em thì chúng ta nên dọn đến đâu, còn dọn đến đâu tốt hơn là tim sa chủy. Anh qua biển đi làm tiện hơn, chàng biểu thị đồng ý ngay. Qua một tuần lễ sau chúng tôi đã tìm được một căn phòng ở tại đường Kha Sĩ Tuần, chúng tôi dọn về đấy ở suốt hai tháng liền mà chẳng hề bị vợ trương vĩnh trọng đến phá khuấy nữa nhưng có một buổi sáng nọ sau khi vĩnh trọng ăn điểm tâm và đi làm rồi tôi xuống lầu để mua bột cho bé hoài trọng ăn nhưng vừa mở cửa nhà ra tôi bỗng trông thấy có một người đàn ông đang ngồi ở góc tường gương mặt xây chỗ khác nên tôi không thấy rõ lắm y mặc một chiếc áo thun màu xanh một chiếc quần bằng da bò trông có vẻ rất quen thuộc tôi nhìn y kỹ hơn bất giác tôi giật nảy mình trời thì ra vũ bội hai tiếng vũ bội tự nhiên gieo vào lòng tôi một cơn phẫn hận đến cực điểm tôi lập tức quay mình bỏ đi vào trong nhà để đóng cửa lại hầu khỏi phải chạm mặt hắn nữa nhưng ngay lúc ấy tôi chợt cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi giữ lại tôi quay đầu nhìn ra sau thì thấy vũ bội đã đứng lên và đang nắm lấy tay tôi tôi giận dữ vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng hắn vẫn nắm chặt khiến tôi chẳng tài nào thoát đi được tôi còn giận dữ thì vũ bội đã lên tiếng nói isa anh đến để xin lỗi em đây trong nhất thời tôi vụt nhớ lại những chuyện bi thảm đã qua do một tay vũ bội gây ra nên tôi càng thêm tức giận vô cùng Tôi cố hết sức vùng vẫy thật mạnh và hét to, hãy buông tôi ra, vũ bội hạ giọng năng nỉ, Isa, xin em hãy tha thứ cho anh. Tôi quát lớn, hãy buông tay tôi ra, không thể được, tôi vẫn tiếp tục vùng vẫy thật mạnh, nhưng vẫn không làm sao thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Thế là tôi dùng chân mình mà đạp mạnh vào chân hắn, nhưng hắn né đi nên tôi vẫn không làm sao đạp trúng chân hắn được, quá phẫn nộ. Tôi phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn không buông tay tôi ra, trong khi sắc mặt hắn vẫn không hề lộ một vẻ tức giận nào. Hắn nói với tôi, "Hãy phun nước bọt nữa đi. Hãy phun nữa đi. Anh đã đối với em không phải chút nào. Nhưng anh rất yêu em." Tôi tự nhủ với lòng mình, "Isa, chớ nên mềm yếu trong lúc này." Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục phun nước bọt vào mặt Vũ Bội nhưng hắn vẫn không hề buông tôi ra trong lòng quá phẫn nộ tôi như mất hết cả lý trí tôi quyết định sẽ cắn tay hắn nếu hắn vẫn không chịu buông tôi ra tôi trố mắt nhìn hắn lom lom với sắc mặt hầm hầm anh đã nói qua rồi em càng tức giận càng thêm xinh đẹp vô cùng vừa nói vũ bội vừa đưa tay trái sờ vào mặt tôi và tiếp mặt em vừa trắng lại vừa mịn màng lạ nhanh như chớp tôi đưa tay phải ra lấy cánh tay trái của hắn mà đưa vào miệng cắn mạnh một cái, ái ui, hắn hét lên và buông ngay cánh tay tôi ra. Tôi lập tức lách mình chạy vào trong phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Từ trong phòng nhìn qua chiếc lỗ mắt cáo nơi cánh cửa, tôi thấy lưng bàn tay của Vũ Bội đang chảy máu. Hắn rút chiếc khăn tay trong túi ra băng vết thương lại, rồi tiến đến gần cánh cửa, nói với giọng đầy đau khổ, "Isa hãy mở cửa ra đi anh có điều muốn nói với em tôi nghĩ thầm ta không thể nào để cho hắn lường gạt một lần nữa vũ bội đứng sát vào cánh cửa và nói qua tiếng khóc isa em hãy cho anh được nhìn thấy đứa con của anh đi tôi vẫn không trả lời một tiếng nào vũ bội đập cửa và nói giọng đầy đau khổ isa hãy mở cửa và cho anh được nhìn thấy con của anh đi sau đó tôi nghe có tiếng vũ bội ho khúc khắc nổi lên rồi một lúc lâu sau vũ bội lại gọi y sa anh vẫn em hãy mở cửa ra đi em chớ nên tàn nhẫn đối với anh như thế anh đã không có cơm ăn từ hai hôm nay em có biết không anh đã ngủ dưới dạ cầu thang em có biết không anh đã rời xa con đàn bà bị bại cả hai chân ấy rồi em có biết không tiếp theo đó tôi lại nghe có tiếng vũ bội khóc thúc thiết tiếng khóc của chàng chẳng khác nào tiếng hát của chàng thật là bi thảm khiến lòng tôi tự dưng mềm yếu hẳn đi tôi áp sát mắt tôi vào lỗ mắt cáo để nhìn ra ngoài nhưng tôi bất giác giật mình thối lui mấy bước liên tiếp nguyên do là vì lúc bấy giờ vũ bội cũng áp sát má chàng vào lỗ mắt cáo đôi mắt của chàng thật là đáng thương biểu lộ đầy vẻ tuyệt vọng lòng tôi trở nên yếu đuối hẳn và chỉ cần vũ bội nói một câu anh vẫn yêu em tức thì tôi sẽ mở cửa cho chàng vào ngay nhưng chàng lại chẳng hề nói câu ấy tôi lại tự nhủ với mình y sa vũ bội đã hại mày khổ sở biết bao nhiêu rồi mày còn thương xót gì nó nữa chớ có để cho nó lường gạt mày thêm thế là tôi quay gót bỏ đi thẳng vào phòng ngủ vũ bội vẫn đứng bên ngoài đập cửa nhưng tôi chẳng hề có một phản ứng nào tuy nhiên lòng tôi vẫn không ngớt nghĩ đến vũ bội. Nghĩ đến cái quá khứ của chàng, rồi lại nghĩ đến cái hiện tại của chàng, vũ bội chắc hẳn là đang nghèo khổ lắm. Nếu không thì tại sao chàng lại ăn mặc quần áo cũ trích thế cải có thật là chàng đã rời xa người đàn bà bị bại cả hai chân ấy chăng? Tôi vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe có tiếng cửa mở. Tôi giật mình, ngồi vụt dậy và đi nhanh ra bên ngoài, thì ra đó là Trương Vĩnh Trọng đã về tới. Chàng nói, vừa rồi, anh đi lên lầu thì gặp một gã ăn mày đang nằm ngủ tại góc cầu thang. Người hắn xông ra một mùi hôi hám vô cùng, thật là khó chịu. Trong bề ngoài của hắn hãy còn trẻ tuổi lắm, nếu như hắn chịu cố gắng đi làm việc thì đâu đến nỗi. Thế nhưng có lẽ hắn là một tên hippie bị nghiện ma túy rồi tôi nghĩ rằng người mà vĩnh trọng vừa nói chắc hắn là vũ bội nên tôi chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì cả tiếp theo đó vĩnh trọng hỏi tôi có muốn đi xem phim không nhưng vì tôi vừa gặp vũ bội xong tâm tình tôi không được bình thản nên tôi chẳng còn thiết gì nữa do đó tôi lắc đầu từ chối thế là buổi tối hôm ấy chúng tôi ở nhà xem vô tuyến truyền hình mà thôi 18, qua hôm sau, vào lúc 10 giờ, tôi đi ra chợ để mua một vài món đồ. Trên đường trở về nhà, bỗng tôi phát giác ra có một người đang theo dõi phía sau. Tôi cố ý đi nhanh hơn để trở về nhà hầu thoát khỏi sự theo dõi của người ấy, nhưng khi tôi đang bước lên cầu thang, tôi lại phát giác ra người ấy đang đứng bên kia đường. Đó là một người đàn ông vào tuổi trung niên, có lẽ y là người của vợ lớn Vĩnh Trọng đến đây để dò xét chỗ ở của mình. Tôi thầm nghĩ như vậy và cảm thấy phập phồng lo sợ vô cùng, tôi vội vàng lấy chìa tra vào lỗ khóa để mở cửa phòng, nhưng ngay lúc ấy bỗng mắt tôi hoa lên, mồm tôi kêu to một tiếng và thối lui liên tiếp hai, ba bước, tôi định thần nhìn kỹ, thì ra Vũ Bội đang chặn đường tôi. Gương mặt Vũ Bội lộ rõ một vẻ đau khổ cùng cực. Chàng nhìn tôi đăm đăm và nghẹn ngào nói, Isa hãy cho anh thăm con của anh đi. Nếu em cự tuyệt thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa, tôi hận chàng, tôi không thể chiều theo ý muốn của chàng. Nhưng khi tôi thấy bàn tay của chàng đã bị tôi cắn chảy máu trước đây, tôi không khỏi quan tâm đến và hỏi, vũ bội, bàn tay của anh có còn đau không, không đau, và anh cũng chẳng hề giận em. Nói thẳng ra, chẳng những em cắn tay anh, mà dù cho em có giết anh chết đi nữa, anh cũng chẳng hề oán hận em đâu. Isa, anh đã đối xử với em không phải chút nào anh biết lắm. Nghĩ đến điều đó, anh chỉ có chết mới đáng tội mà thôi. Vì vậy anh đã quyết định rồi, ngày mai này anh sẽ tự sát, nên anh chỉ mong muốn em hãy cho anh được nhìn thấy mặt con lần cuối. Anh vẫn yêu em đấy tôi nhìn thẳng vào gương mặt chàng và cảm động nói anh không nên chết như thế vũ bội chàng đau khổ nói anh đã mất tất cả rồi thì anh còn sống nữa làm gì tôi lặng thinh vũ bội bắt đầu khóc sức mướt chàng đưa hai tay lên ông lấy mặt và gục đầu vào tường nước mắt tuôn rơi ràn rụa tôi cảm thấy lòng mình bấn loạn lên và thương xót cho chàng không ít tôi đưa tay vuốt những giọt lệ trên má chàng rồi lấy chìa khóa mở cửa, đem cất gói đồ trong nhà, đoạn trở ra cửa, nói với chàng, anh hãy vào đi, nhưng chàng lại lắc đầu, tôi tức giận nói, anh chẳng đã yêu cầu được thăm con là gì, chàng quay lại nhìn tôi mà chẳng nói gì, tôi lớn tiếng bảo, hãy vào đi, chàng chậm chậm bước vào nhà, rồi đứng bất động một chỗ, trong con mắt của tôi, vũ bội là người dám làm dám nói. Thế mà giờ phút này chàng lại đâm ra tự ti, yếu đuối, đó là điều mà tôi không hề thấy ở vũ bội trước kia bao giờ, tôi nói với giọng ra lệnh, anh hãy ngồi xuống xa lông đi, vũ bội nhìn tôi, rồi ngồi xuống ghế, có vẻ sợ sệt, tôi quay góc đi vào trong phòng, bồng đứa bé ra và đem đến trước mặt chàng, vũ bội đứng dậy, sắc diện trầm hẳn xuống, và nhìn bé hoài trọng. Một lúc lâu sau, chàng mới hé nở một nụ cười và nói, thật là dễ thương, cặp mắt của nó rất giống anh, tôi mỉm cười, chàng vụt quay gót bỏ đi ngay và buông thõng. Isa, tái kiến, tái kiến. Tôi kinh ngạc và vội đuổi theo chàng, phải, tái kiến. Chàng tuyệt vọng nói, anh vẫn chưa phải là đã mất hết tất cả đâu. Tôi nói nhỏ, không. Anh đã mất tất cả rồi, vũ bội quay mình bỏ đi hai bước. Rồi đột nhiên, chàng dừng chân, quay đầu lại nói anh vẫn chưa mất tất cả ư tôi quả quyết đáp đúng thế chàng quay lại đến bên cạnh tôi thở dài một tiếng và nói nội tâm của anh khổ sở vô cùng em vẫn chưa hiểu rõ đâu thế thì tại sao anh không nói ra đi vũ bội cúi đầu buồn bã anh vốn là một người lương thiện thế nhưng số phận của anh lại không được may mắn nên anh mới trở thành một kẻ bất lương có lẽ em đã hiểu rõ cái thân thế của anh rồi phải người đàn bà bị bại cả hai chân đã nói hết cho em nghe rồi bà ta đã nói sự thật đấy bà ta chẳng hề dối đâu bà ta là vợ của anh phải không không bà ta không phải là vợ anh đâu nhưng anh đã ở chung với bà ta phải vì anh quá nghèo khổ mà bà ta thì sẵn sàng đem vật chất đầy đủ cho anh hưởng thụ nghĩa là bà ta đã nuôi anh phải hình như bà ta không phải là một người đàn bà tầm thường đúng vậy trước kia bà ta là hạng ăn chơi giao dịch nói quốc tế bà ta đã yêu một thương gia người mỹ về sau thương gia ấy bị bệnh tim nạn và chết đi nhờ vậy bà ta đã được thừa hưởng một di sản rất lớn lao của người thương gia ấy để lại lúc bấy giờ chắc đôi chân của bà ta chưa bị bại chưa anh đã vì tiền mà về sống chung với một người đàn bà đã bị bại cả hai chân anh có xấu hổ không chẳng xấu hổ gì cả sự bần cùng đã làm cho con người ta mất liêm sĩ em không tin rằng anh đã nghèo khổ đến không có cơm ăn như thế trên đời này có nhiều điều mà người ta khó tin được em là thiên kim tiểu thư đương nhiên là em không thể nào hiểu được nỗi cùng khổ nó như thế nào tôi còn biết nói sao hơn tôi đứng lặng yên nhìn chàng chàng ngước mặt lên hồi tưởng lại quá khứ và nói sau khi mẹ qua đời rồi anh trở thành một kẻ mồ côi khổ sở linh đinh và bắt buộc phải nghỉ học do đó anh phải xin vào làm cho một tửu điếm nọ về sau anh mới làm một người hướng dẫn du khách lúc bấy giờ anh mới gặp lợi lợi nhưng lợi lợi là ai chính là người đàn bà bị bại đôi chân ấy Nàng đã trú ngụ tại tửu điếm, thường xuống tửu điếm uống rượu và mỗi tối đều đi với một người ngoại quốc khác nhau. Vì thế mà anh biết ngay nàng làm nghề gì rồi. Có một buổi tối nọ, nàng ngồi tại quán rượu hút thuốc lá một mình có vẻ rất cô độc. Anh rất muốn đến làm bạn với nàng nhưng không dám. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn anh như ngầm bảo, nên anh mới dám đánh bạo tiến đến bên nàng đó là lần đầu tiên hai người mới quen biết nhau chàng gật đầu rồi nói tiếp có một hôm nàng nằm trên giường và hỏi anh có biết hát không nàng cho biết rằng tâm tình của nàng đang gặp rất nhiều sự phiền não thế là anh hát cho nàng nghe một bài đến khi nghe xong nàng tỏ ra rất vui thích và cho rằng anh quả thật là một thiên tài về ca hát tại sao anh không cố gắng phát triển về phương diện ấy anh nói thật cho nàng biết anh không có tiền. Thế là bà ta mời một nhạc sư đến dạy cho anh, đúng như thế. Nhờ vậy mà anh đã học hát với một giáo sư ý đại lợi, như vậy là bà ta rất tốt đối với anh, phải, nàng là ân nhân của anh, tôi lạnh lùng nói, à, đến giờ thì tôi mới biết rõ vì sao trước kia anh không bằng lòng xa người đàn bà ấy, vũ bội cười buồn, chỉ vì nàng là ân nhân của anh. Nhưng có điều là anh chẳng yêu nàng có phải anh là người chẳng hề yêu ai cả có chứ nhưng không phải anh yêu bất cứ một người nào ngoại trừ em vũ bội nhìn thẳng vào mặt tôi và nói tiếp thật vậy isa ngoại trừ em ra anh chẳng hề yêu một người đàn bà thứ hai nào cả mỗi lần thấy em mỗi lần nghe tiếng nói của em anh có cảm giác như máu trong huyết quản anh bắt đầu chảy rất mạnh tôi tò mò hỏi chàng anh đang ở tại đâu không có chỗ ở nào nhất định cả. Mỗi tối, anh đều hết sức khổ tâm về việc tìm chỗ ngủ, anh không có bạn bè giúp đỡ anh sao, bạn bè không thể nào giúp đỡ anh lâu dài được, thế anh không tìm ra một chỗ để hát sao, lợi lợi đã đi khắp nơi phá phách anh, phá phách như thế nào, nàng đã đi gặp các ông chủ phòng trà để nói xấu anh, ngoài ra còn cho một số đàn em đến phòng trà anh đang hát để gây náo loạn. Hạ uy tín anh, vì sao bà ta lại làm như thế chỉ vì anh đã rời xa nàng ta kể từ ngày anh rời xa lợi lợi anh đã khổ sở vô cùng nhưng anh chẳng hề hối hận chút nào anh muốn tự lập lấy thân không muốn sống nhờ vào một người đàn bà nữa nghe vũ bội nói như thế tôi cảm thấy vui mừng vô hạn và nhếch nở một nụ cười vũ bội nhìn tôi và nói tiếp isa anh tìm được em thật là cả một sự khổ sở rất may là cuối cùng rồi anh cũng được gặp lại em. Anh rất mừng vì thấy em đối với anh rất nhân từ, tôi nói nhanh, vũ bội, anh chớ nên nói đến chuyện ấy nữa làm gì, đã lâu rồi, anh không được hôn em, vậy em có thể cho anh hôn em một cái không? Tôi bước tới trước và đặt một cái hôn nhẹ nhẹ lên mặt vũ bội. Chàng đưa tay ra ông lấy ngang hông tôi và sau đó hai tay chàng ghi chặt lấy người tôi vào lòng chàng bao nhiêu nỗi uất hận của tôi đối với vũ bội thật đã tiêu tan hết cả chợt vũ bội nói anh cần phải đi mới được nếu không thằng chồng già của em về sẽ gặp anh tôi nói không có gì quan hệ nếu anh ấy có thấy cũng chẳng có gì quan hệ vũ bội ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi đăm đăm tôi nói tiếp tôi đối với anh ấy chẳng hề có tình yêu cũng như anh đã đối với lời lợi vậy anh ấy đối với tôi chỉ có ân nghĩa thôi vì trong lúc tôi đang mang thai tìm không ra một người đàn ông để làm cha đứa bé nên tôi đã anh đã biết rồi vũ bội buồn bã nói và chuyển mình toan bước đi tôi lo lắng hỏi anh có tiền để xài không vũ bội quay đầu lại hỏi em có thể cho anh mượn một ít không độ bao nhiêu một trăm đồng thế là tôi đi lấy một trăm đồng trao cho chàng anh không biết phải nói thế nào để tỏ lòng cảm kích của anh đối với em anh chớ nên nói đến chuyện ấy làm chi. Vừa nói tôi vừa đẩy nhẹ chàng ra cửa, sau khi vũ bội đi được chừng nửa tiếng đồng hồ thì Vĩnh Trọng về tới, anh đã về đó ư. Tôi nói, Vĩnh Trọng chẳng trả lời mà nét mặt có vẻ rất buồn. Tôi rót một ly trà, đặt trước mặt chàng và bảo, anh hãy uống trà đi. Nhưng Vĩnh Trọng bỗng đưa tay ra, gạt phát ly nước trà rơi ngay xuống đất, tôi kinh ngạc, lặng người đi một lúc rất lâu mới cất tiếng hỏi được, vĩnh trọng. Vì sao anh lại có vẻ giận dỗi đối với em như thế, chàng vẫn không nói gì, cứ ngồi lặng yên trên ghế, tôi đến ngồi bên chàng và hỏi, bộ có chuyện gì xích mít xảy ra tại sở làm phải không? Anh hãy nói cho em nghe đi. Đột nhiên, Vĩnh Trọng giận dữ thốt, cô đóng kịch khéo lắm, cái nhìn lạnh lùng của Vĩnh Trọng khiến tôi không khỏi giật mình và phập phòng lo sợ. Tôi chưa kịp nói gì thì chàng đưa một tay nắm chặt lấy vai tôi và gằn giọng hỏi: "Isa, cô hãy nói cho tôi nghe đi, gã đàn ông ấy là ai?" Tôi cố lấy giọng điềm tĩnh hỏi lại: "Em không hiểu anh muốn nói gì, cô vẫn còn cố đóng kịch ư?" Ngón tay của chàng bóp mạnh vào vai tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn không ít và hét lên: "Anh làm gì thế? Làm gì à?" Ánh mắt chàng lộ vẻ hung dữ khác thường tự nhiên là cô biết nhiều hơn tôi rồi, nhưng tôi không biết gì hết. Chàng nhìn thẳng vào mặt tôi và đanh thép hỏi, có phải thằng ca sĩ vũ bội ấy đã đến đây không? Tôi giật mình và tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực. Chàng quát to, cô hãy trả lời tôi đi, nhưng tôi không muốn anh có cái thái độ đó đối với tôi, anh nghe chưa? Vừa dứt lời, tôi liền vùng mạnh để thoát khỏi bàn tay của Vĩnh Trọng, rồi bỏ đi ngay vào trong phòng ngủ vĩnh trọng đuổi theo tôi và gọi to, Isa. Hãy trả lời cho tôi đi, tôi càng bước nhanh hơn để vào trong phòng ngủ. Vĩnh trọng chận ngang trước mặt tôi và hàng học thốt. Cô không trả lời tôi phải không, phải. Tôi cứng trắng đáp, chàng căm tức nói, cô thay đổi nhanh chóng thật. Đến giờ phút này tôi mới phát giác ra rằng, bao nhiêu tình thương của tôi đối với cô, trước đây đều hoàn toàn lãng phí cả nghe vĩnh trọng nói đến câu ấy lòng tôi vụt trở nên mềm yếu hẳn đi tôi hỏi lại chàng anh có chứng cớ nào mà lại cho rằng vũ bội đã đến đây lẽ nào anh không biết rằng vũ bội đã làm cho tôi đau khổ hay sao vì cớ gì anh lại cố ý xúc phạm đến vết thương lòng của tôi như thế cô hà tất tiếp tục diễn kịch mà làm gì tôi đã biết chắc rằng Vũ Bội đã đi tìm cô, gã ăn mày đã ngủ dưới dạ cầu thang ấy chính là thằng Vũ Bội có phải thế không, tôi đứng lặng người đi vì chẳng biết phải nói sao. Vĩnh Trọng lại hỏi tiếp, hồi 10 giờ đêm nay Vũ Bội đã đến đây và vừa đi xong, có phải thế không, tôi lo sợ hỏi lại chàng, sao anh biết, không có chuyện gì có thể giấu giếm tôi được cả. Tôi đành thú nhận, phải, Vĩnh Trọng vũ bồi đã đến đây anh ta đã quá nghèo khổ nên hy vọng tôi sẽ giúp đỡ anh ta về tiền bạc cô không còn hận anh ta nữa ư phải tôi không còn hận anh ta nữa nhưng cô chẳng đã từng oán hận anh ta là gì đó là vì anh không được hiểu rõ anh ta mà thôi bây giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ anh ta rồi ư nói xong câu ấy trương vĩnh trọng vụt cất tiếng cười ha hả đầy mỉa mai cay đắng tôi cố nhẫn nại không buồn nói một lời nào nữa ha ha cô đã hoàn toàn hiểu rõ anh rồi ha 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 trương vĩnh trọng cất tiếng cười như điên như dại tôi không sao dằn lòng được nữa nên đưa tay đập một cái thật mạnh lên mặt bàn đánh rầm một tiếng và phẫn nộ gắt vĩnh trọng anh cười như thế đã đủ chưa anh muốn gì vĩnh trọng ngạc nhiên sửng sốt nhìn tôi chăm chú Tôi giận dữ nhìn chàng và gằn giọng nói, tôi không phải là kẻ dễ để cho người ta khinh bỉ đâu. Im lặng một lúc, Vĩnh Trọng mới lấy lại sự bình tĩnh hỏi tôi, Isa, em không trở mặt với tôi chứ? Em không hề trở mặt. Vĩnh Trọng đến bên tôi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi và nói, anh hoàn toàn cho rằng em là người tốt, nhưng anh thừa biết rằng Vũ Bội là một tên bất lương. Hắn là cặn bã của nhân loại anh có thành kiến không tốt đối với vũ bội rồi không tuyệt đối không phải thế không ư tôi cười nhạt nói nếu anh không có thành kiến thì tại sao anh lại khinh khi vũ bội như thế anh có hiểu rõ cái thân thế của vũ bội như thế nào không hắn là người đã được con đàn bà ấy nuôi chứ gì vậy là anh hoàn toàn cho rằng chẳng biết gì về vũ bội cả anh vẫn chưa hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta như thế nào vĩnh trọng ngạc nhiên đến độ không nói ra lời, không có ai cam tâm chịu trụy lạc như vậy cả. Vũ bội cũng không ở ngoài cái thông lệ đó. Anh ta đã không ngớt tranh đấu mà tiến lên, thế nhưng chẳng có một ai chịu đưa tay ra để nâng đỡ anh ta cả. Do đó mà anh ta mới tiếp tục sống trong trụy lạc như vậy, hình như em đồng tình với hắn. Đã là con người thì không thể không biết thương xót lẽ nào đưa tay nhận chìm hắn luôn xuống hồ sâu tội lỗi hay sao lòng thương của anh đâu tại sao anh không biết thương xót hắn anh có biết không vũ bội đã rời bỏ người đàn bà ấy rồi anh ta bắt đầu sống cuộc đời tự lập vĩnh trọng cố chấp nói anh chẳng đời nào tin như thế cả đó là quyền tự do của anh vĩnh trọng bực dọc bỏ đi thẳng vào trong phòng ngủ thế là cảm tình của chúng tôi đã bắt đầu có sự rạn nứt rồi qua sáng hôm sau vũ bội trở lại tìm tôi thấy tôi không được vui vũ bội hỏi ngay bộ đêm hôm qua em đã gây gỗ với thằng già ấy phải không tôi gật đầu vì anh phải không tôi nhìn chàng và lại gật đầu chàng cúi mặt xuống và buồn bã nói y sa anh rất lấy làm tiếc về chuyện đó tôi tha thiết khẩn cầu chàng vũ bội anh hãy giúp em đi nhưng anh có thể giúp em được gì hãy đưa em rời khỏi vĩnh trọng đi nhưng anh chẳng có tiền anh đang bị thất nghiệp tôi đứng chết lặng nhìn chàng đăm đăm nhưng vì sao em lại muốn rời xa vĩnh trọng vì y đã có vợ lớn rồi em không muốn làm vợ lẽ của y vũ bồi cười nói có ăn có mặt thì dù làm vợ lẽ cũng có sao đâu chỉ khi nào không có ăn không có mặt thì mới không xứng đáng để làm chồng em thôi tôi bực tức gắt vũ bội tại sao anh không chịu hiểu cho tôi tôi hận anh rồi đó vũ bội cười hỏi em có thật sự muốn rời xa vĩnh trọng không tôi cương quyết trả lời dĩ nhiên rồi vũ bội cúi đầu trầm tư một lúc mới ngẩng đầu lên nói em có bằng lòng đi theo anh đến một nơi khác không nơi nào vọng cát vọng cát nhưng tại sao lại phải đi vọng cát Vũ bồi lộ vẻ buồn rầu nói, vì tại đó có một việc làm đang chờ đợi anh. Thật tình anh đã chán cuộc sống ở đây lắm rồi, anh muốn làm lại một cuộc đời mới hơn. Vì vậy, anh định sang vọng các để thay đổi hoàn cảnh sống, hầu giúp anh quên đi những nỗi nhục nhã trong quá khứ. Nhưng anh sẽ làm công việc gì tại vọng các, cách đây hai tháng anh đã nhận được một bức thư của một người bạn cho biết anh ta đang mở rạp hát ở bên ấy anh ta hy vọng anh sẽ sang vọng các để đi hát tại đó nếu chúng ta không đến đó e rằng chúng ta không thể ở trường kỳ nơi đây được theo lời người bạn của anh nói thì có rất nhiều cách sống ở bên ấy chỉ cần kiếm ra tiền là có thể sống luôn bên ấy được vậy thì tại sao anh không đi một mình sang bên ấy vũ bội nhún vai không có tiền thì dù có tháp cánh vào cũng không bay được. Tôi lặng thinh. Vũ Bội nhìn tôi và cười nói, Isa, nếu như anh có được một cái vé máy bay thì giờ này anh đâu còn ở đây. Tôi tha thiết nói, anh hãy đưa em đi vòng các với. chàng tỏ vẻ cao hứng hỏi, em có bằng lòng đi không? Bằng lòng. Nhưng chúng ta chẳng có tiền thì mọi chuyện chỉ là không tưởng mà thôi. Tuy chúng ta không có tiền thật, nhưng chúng ta sẽ có cách ăn cắp tiền ư, em đang nghĩ đến điều ấy đấy, Vũ bội vội vàng nói, Isa, em hãy nghe anh, em chớ nên ăn cắp tiền như thế. Anh tình nguyện không đi vọng các, anh tình nguyện chịu khốn khổ ở đây hơn là làm chuyện đó, nhưng, anh, vì sao anh không giúp em rời khỏi chốn này, em muốn, chàng đưa tay bịt lấy miệng tôi và nói ngay. Em chớ nên giận anh nữa, anh đồng ý cái biện pháp của em, nhưng, làm cách nào để ăn cắp tiền bây giờ, Vĩnh Trọng đã mua một chiếc nhẫn cẩm thạch tặng cho em, chiếc nhẫn ấy trị giá trên 2.000 đồng, ngoài ra còn một số nữ trang nữa, hiện để ở đâu, tất cả đều được để tại học tủ có bảo hiểm tại ngân hàng. Chỉ tiếc một điều là không có chìa khóa, Vũ Bội nhìn tôi hỏi. Thế đến bao giờ thì tới ngày sinh nhật của mẹ em, tôi cau mày nhìn chàng và hỏi lại, anh hỏi như thế để làm gì? vào ngày sinh nhật của mẹ em em hãy bảo vĩnh trọng lấy nữ trang cho em đeo thế nào hắn cũng sẽ chiều theo ý muốn của em chừng nó tôi vui mừng nói ý kiến ấy hay lắm nhưng hãy để em nghĩ xem đến bao giờ thì tới sinh nhật của mẹ em vũ bội hớn hở hẳn lên chàng đưa hai tay ông choàng ngang hông tôi áp mặt vào vai tôi và sung sướng hát nhỏ nhỏ bài chớ nói tái kiến em yêu tôi nghiêng đầu nói với chàng chỉ còn chừng nửa tháng nữa là đã tới sinh nhật của mẹ em rồi vậy thì chúng ta chờ nửa tháng nữa là sẽ lên đường tôi gỡ hai tay chàng ra và nói anh chớ có ông em quá mạnh như thế vũ bội anh có nghe em nói không nghe rồi nhưng anh không thể không ông chặt em được vì anh sợ mất em đi em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh mà thật thế ư chàng vừa nói vừa hôn vào cổ tôi bé hoài trọng trong phòng chợt khóc lên có lẽ vì nó đang đói, tôi đẩy vũ bội ra, nhưng chàng vẫn không chịu để tôi đi, mà vẫn ghi chặt lấy tôi và hôn say đắm, khắp người chàng đều nóng trang lên. Tôi như biến thành một kẻ mất hồn. Đứng yên trong vòng tay của vũ bội và không còn sức đâu để phản kháng nữa, đột nhiên tôi có cảm giác thân mình ngã xuống ghế sa lông, rồi tôi lại có cảm giác thân mình vũ bội ngã lên người tôi. Tôi chẳng hề thẹn thùng cũng chẳng chống đối gì cả tôi bảo chàng, hãy hôn em đi vũ bội, hãy tiếp tục hôn em nữa đi, đôi trọng mắt sáng rực của chàng tiến nhập vào nhãn tuyến của tôi. Càng lúc càng tôi thêm ra. Trong đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của vũ bội mà thôi, thế rồi, tôi có cảm giác đôi môi chàng, hôn lên mặt tôi và tiếp tục lần xuống, cuối cùng đôi môi nóng hỏi của chàng dừng lại trên môi tôi, thế là bốn mét môi như có sức nam châm hút cứ càng lúc càng gắn chặt vào nhau như chẳng hề rời. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy như lòng mình ấm áp hẳn lại. Tôi nhắm mắt tận hưởng hương vị của nụ hôn nồng nàn đó. Tất cả tình yêu của tôi đều hiến dâng cho vũ bội. Chương 19, không biết trải qua bao lâu, tôi mới phát giác ra vũ bội đang ngồi ở góc sa lông và hút thuốc lá. Tôi hỏi chàng, đã mấy giờ rồi anh, anh không có đồng hồ, vì đồng hồ của anh đã đem cầm rồi, tôi cười buồn, anh hãy vào trong phòng xem đồng hồ reo đi, vũ bội đi xem đồng hồ rồi trở lại nói, đã 12 giờ rưỡi rồi. Anh phải đi mới được, vũ bội, nếu không có chuyện gì cần thì tốt hơn hết anh chớ nên đến đây nhé. Nếu không, thằng cha già ấy nghi ngờ thì hỏng hết kế hoạch của chúng ta đấy, phải, anh cần phải ít gặp em mới được, nhưng anh sẽ gọi điện thoại cho em. Chỉ có nghe tiếng nói của em thì anh mới được an ủi phần nào. Isa, cơ hồ vì em mà anh mới còn sống vậy, tôi mỉm cười nói, anh hãy đỡ em dậy đi, Vũ Bội đưa tay đỡ tôi ngồi dậy rồi nắm lấy cầm tôi mà hôn lên mặt tôi, tái kiến em yêu, tái kiến, chợt vũ bội nói, Isa, chúng ta không thể không có tiền mặt được. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, tiền mặt để làm gì? Chúng ta cần phải có tiền mặt để lo thủ tục giấy tờ và mua vé phi cơ mới được. Anh tính rằng trong ngày sinh nhật của mẹ em, chúng ta phải bay ngay sang vọng cát, nếu không, kéo dài thời gian rất nguy hiểm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng biểu lộ sự đồng ý, nếu chúng ta không kịp thời rời khỏi hương cảng, Trương Vĩnh Trọng đâm ra ngờ vực thì, anh nói rất đúng. Nhưng số tiền mặt của em đang có chỉ không quá 200 đồng. Từ lâu nay, Vĩnh Trọng chẳng hề cho em nhiều tiền, thế mẹ em có tiền không, nhưng lấy lý do gì để hỏi mượn tiền của bà bây giờ, Vũ Bồi suy nghĩ giây lát rồi nói. Ngày mai, em hãy về nhà nói với mẹ là hôm thứ bảy vừa rồi vĩnh trọng đã thu cá ngựa hết ba ngàn đồng đó là tiền của công quỹ nếu trong vài ba hôm nữa ông chủ hãng đến thanh tra tiền bạc và phát giác ra sự thục két ấy thì vĩnh trọng sẽ bị mất chén cơm ngạ do đó em mới về nhà hỏi mượn tiền mẹ em tuy nhiên em nên nói rằng vĩnh trọng là người rất coi trọng thể diện do đó cần phải giữ bí mật chuyện ấy mới được đó là một ý kiến rất hay ngày mai em hãy về nhà bàn luận với mẹ em và khuyên bà nên giữ kín chuyện đó em cũng nói cho mẹ em biết rằng chuyện ấy rất quan hệ đến tương lai của vĩnh trọng vậy bà đừng bao giờ hỏi đến vĩnh trọng cả em biết rồi sau khi mượn được tiền em hãy đưa cho anh ngay để anh lo thủ tục xuất ngoại à còn hình của em và của con đâu giấy tờ chứng nhận nữa tôi liền vào trong phòng lấy các giấy tờ cần thiết trao cho vũ bội chàng nói ngày mai anh sẽ đến sở di dân để lo giấy tờ à anh cũng chưa được biết em đang ở tại đâu nữa để em ghi địa chỉ đưa cho anh tôi liền lấy giấy bút ghi địa chỉ của mình mà đưa cho vũ bội trong khi lòng tôi cao hứng vô cùng sau khi tiễn vũ bội đi xong rồi tôi trở vào phòng Bé hoài trọng đang khóc tôi đưa chai sữa cho nó bú và sung sướng nói, đừng khóc nữa, con. Mẹ sẽ cùng con rời khỏi chốn này trong nay mai và có cả cha ruột của con nữa. Con có thích xem những tượng Phật thật vĩ đại ở vọng các không? Bé hoài trọng mỉm cười, tôi nựng nịu nó từng cái, rồi từng cái, khi tôi về nhà mẹ tôi, bà cười ha hả và bước ra đón tôi nhưng tôi lại cố ý giữ nét mặt đầy phiền não thấy vậy mẹ tôi liền ngưng tiếng cười và lo lắng hỏi ngay bộ con có chuyện cãi vã với vĩnh trọng phải không tôi lắc đầu vậy thì có chuyện gì mẹ tôi càng thêm lo lắng hỏi và cùng tôi vào trong phòng tôi bèn đem câu chuyện vĩnh trọng thua cá ngựa mà nói mẹ tôi khi nghe xong mẹ tôi mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên tôi nói với giọng cầu khẩn mẹ con không thể không giúp đỡ vĩnh trọng được được rồi xế trưa nay mẹ sẽ đến ngân hàng lãnh tiền ra đưa cho con nhưng bà lại hoài nghi hỏi vĩnh trọng là người rất đứng đắn bình thời không thích cờ bạc thế sao lần này lại tôi giật mình và buộc lòng phải nói dối vâng trước đây anh ấy chẳng hề đánh cá ngựa bao giờ nhưng lần này ảnh lại nghe theo lời người ta có người đã bảo với anh ấy là con hát thủy ngưu chạy rất hay thế nào cũng về nhất và lãnh thưởng rất to, nên anh ấy đã hùng vào đó 5 ngàn đồng để đánh cá. Người ta nói như vậy mà Vĩnh Trọng chẳng hoài nghi gì hết sao. Tôi tiếp tục nói dối, người nói đó không ai khác hơn là chủ con ngựa Hắc Thủy Ngưu và ông ta đã đánh cá đến mấy chục ngàn đồng, mẹ tôi chẳng nói gì nữa. Chuyện này mẹ chớ nên nói gì với Vĩnh Trọng cả nhé. Anh ấy là người rất trọng thể diện, vì vậy mà con mới bàn riêng với mẹ mà thôi đương nhiên là mẹ chẳng nói gì với nó đâu vả lại nếu chuyện này đổ bể thì ảnh hưởng tai hại không ít cho công việc làm của nó tại công ty nên mẹ chẳng dạy gì nói với ai đâu tôi làm bộ than thở cờ bạc thật hại con người ta vô cùng mẹ số tiền ấy vĩnh trọng sẽ trả lại cho mẹ hàng tháng không hề gì mẹ không cần tiền xài lắm đâu thế là trưa hôm ấy tôi đưa mẹ tôi đến ngân hàng lấy ra ba ngàn đồng sau khi chia tay mẹ tôi xong tôi bèn đi tìm vũ bội nơi vũ bội cương ngụ là một khách sạn hết sức tồi tàn bẩn thỉu bàn ghế giường chiếu thật dơ giấy hôi hám lại thêm tối tăm dễ sợ vũ bội bảo tôi ra quán cà phê ngồi chờ chàng ra nói chuyên Tôi không khỏi xúc động muốn rơi nước mắt khi thấy chàng mặc một chiếc áo sơ mi đã cũ mềm và nhậu nát. Tôi đưa tiền cho vũ bội, chàng cảm động nói, Isa, em thật là tốt. Anh sẽ cố gắng lo giấy tờ càng sớm càng hay, độ một tuần sau thì vũ bội hẹn gặp lại tôi tại quán cà phê. Chàng đưa cho tôi giấy phi cơ, giấy tờ chiếu kháng và nói, đây là giấy tờ của em và hoài trọng. Em hãy cất đi tôi đưa tay toan cầm lấy bỗng chàng giật lại và đút vào túi áo mình mà không được những giấy tờ này phải để anh cất tốt hơn tại sao nếu chẳng may chồng em bắt gặp được thì anh nói rất có lý nên để anh cất là hơn vũ bồi hỏi tôi em đi với anh sang vọng các có sợ khổ không tôi cương quyết đáp em không sợ vì em ngại vĩnh trọng hoài nghi nên lúc sau này tôi không còn giữ sự lãnh đạm đối với chàng nữa tôi tỏ ra thân thiết với chàng như trước kia chẳng bao lâu sinh nhật của mẹ tôi đã đến trước ngày sinh nhật một hôm mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi và ngỏ ý muốn tôi cùng vĩnh trọng đến dự lễ cùng bà tôi nhận lời ngay tối hôm ấy vĩnh trọng về tới tôi liền thuật lại cho chàng biết chuyện ấy và muốn chàng lấy nữ trang gợi ở ngân hàng về cho tôi đeo vĩnh trọng không có ý kiến thế là trưa hôm sau vĩnh trọng đưa tôi đến ngân hàng để lấy nữ trang gửi trong hộp tủ có bảo hiểm ra. Tôi lừa chiếc nhẫn cẩm thạch, đôi bông tai hột xoàn và chiếc vòng đeo tay, khi từ trong ngân hàng đi ra, tôi hỏi vĩnh trọng, bây giờ anh trở về công ty phải không, chàng gật đầu, còn em, em định đi làm tóc, tối nay, anh không về nhà ăn cơm được đâu. Vậy em hãy đi một mình đến tử gia trước đi nhé, như vậy cũng được chúng ta sẽ gặp nhau tại tửu gia sau chia tay vũ bội xong tôi không đến tiệm làm tóc mà lại gọi taxi đi thẳng đến khách sạn nơi vũ bội đang cư ngụ tôi cúi gầm mặt xuống và đi lên cầu thang để đến phòng vũ bội chợt sau lưng tôi có tiếng gọi tiểu thơ isa tiểu thơ tôi quay đầu nhìn lại thì ra đó là anh bồi phòng khách sạn trên tay anh ta đang cầm một bức thư có chuyện gì đó anh đây là thư của ông Vũ bội gửi cho cổ ông ấy đã dọn đi hồi tối hôm qua rồi, tôi sửng sốt hỏi, ông ấy đã dọn đi rồi à? Nhưng ông ấy dọn đi đâu, ông ấy không có nói, tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy và cố gắng mở bức thư ra xem, bức thư viết như sau, Isa, anh đã dọn đến tửu điếm ở tại cảng khẩu phòng số 938. Khi đọc xong thư này, em hãy đi ngay đến đó gặp anh, đọc xong bức thư. Tôi vui mừng mỉm cười, rồi đi ngay xuống lầu, gọi taxi, bảo chạy thẳng đến tử điếm ấy, khi tôi tìm ra căn phòng số 938 thì gặp ngay vũ bội. Vừa thấy tôi, chàng đã hỏi ngay, em lấy được nữ trang chưa, tôi không trả lời chàng. Tôi đặt chiếc sắt tay xuống giường, rồi mở sắt tay lôi ra một số nữ trang cho chàng thấy. Vũ bội sung sướng ông tôi và hôn túi bụi lên mặt tôi tôi vội đưa tay lên sửa lại mái tóc đã bị chàng làm rối tung chàng đề nghị với tôi em hãy đi làm tóc đi làm tóc nhưng thời giờ có cận lắm không đúng ba giờ rưỡi thì ra phi trường bây giờ mới có mười một giờ rưỡi thôi nhưng em chưa có thu xếp hành lý xong em nên thu xếp một ít hành lý thật đơn giản thôi khi đã đến vọng cát em muốn gì anh sẽ mua sắm cho em anh sẽ chờ em ở phi trường phải không Đúng thế. Hai giờ, anh sẽ ngồi tại quán giải khác ở phi trường chờ em. Mọi thủ tục đều đã lo xong hết rồi chưa? Xong cả rồi, anh chớ có ngồi ở chỗ khó tìm nhé? Đương nhiên rồi, tái kiến, hãy để anh đưa em xuống lầu, thôi khỏi anh ạ. À. Chớ để cho người khác thấy chúng ta đi chung với nhau. Hẹn sẽ gặp nhau tại phi trường, thế là tôi đi ngay đến tiệm uống tóc để chải đầu. Sau đó, tôi về nhà thu xếp một số hành lý thật đơn giản mà cho vào vali. Tôi mặc một chiếc áo màu xanh nhạt mà người thường dùng để đi du lịch và mang một chiếc kính đen đậm màu, vì tôi sợ bị người quen nhận được. Xong xuôi tôi bồng bé hoài trọng xuống lầu, gọi taxi đi thẳng đến phi trường Khải Đức. Khi đã tới nơi, tôi xuống xe và đi thẳng đến quán giải khác. Tôi nhìn đồng hồ tay, đã 2 giờ rưỡi, mình đã trễ mất nửa tiếng. Chắc Vũ Bội sẽ trách mình chứ chẳng không, tôi cố đi mau hơn, nhưng tôi lại không sao đi nhanh được, vì một tay bồng hoài trọng còn một tay bận sách vali, khi vào tới quán giải khác, tôi chẳng thấy Vũ Bội đâu, nên thất vọng vô cùng, có lẽ Vũ Bội đang ngồi trên xe và bị kẹt đèn đỏ tại đường thập tự không chừng. Tôi thầm nghĩ như vậy, rồi tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy khách khứa ra vào mà để vali xuống, người bồi đến tôi gọi một ly nước ngọt, rồi ngồi nhìn chăm chú từng người đàn ông đi vào trong quán, thế nhưng tôi vẫn không hề thấy Vũ Bội đâu. Tôi càng thêm thất vọng vô cùng, đã ba giờ mà Vũ Bội vẫn chưa tới, tôi bắt đầu sốt ruột, nên hỏi mượn cuốn điện thoại niên giám của người Bội để tìm số điện thoại của khách sạn nơi Vũ Bội đang trọ. Rồi gọi điện thoại đến đấy tìm chàng, bên kia đầu dây, có người trả lời, ông Vũ Bội đã dọn đồ đi vào trưa nay rồi, đã 3 giờ 15 phút vẫn chưa thấy Vũ Bội đâu, tôi sốt ruột đến toát mồ hôi. Tôi nhờ người bồi xem chừng dùng vali cho tôi, rồi bồng bé hoài trọng đi ra khỏi quán, đứng tại cột đèn nơi cửa ra vào phi trường mà chăm chú nhìn từng người đàn ông một và gọi tên chàng, Vũ Bội. Vũ Bội. Nhưng vẫn không có một tiếng trả lời, tiếng thối thúc các hành khách hãy lên phi cơ phát ra từng chập từ trong máy phát thanh. Thế nhưng tôi vẫn chẳng hề thấy vũ bội đâu, tôi phát khóc lên, tôi lật đật chạy trở vào trong quán, trả tiền nước, rồi xách vali trở lại nơi cửa ra vào để chờ vũ bội, đến khi khách đã lần lượt lên hết trên phi cơ, tại phòng khách quần chúng đã tản mất hết. Chỉ còn có một mình tôi cô đơn đứng đó, khiến tôi cảm thấy cô độc lạ lùng tôi đến văn phòng của hàng không công ty hỏi thăm, xin cho tôi hỏi thăm, hành khách đi chuyến phi cơ hương cảng vọng các đã lên phi cơ chưa? Cô nữ thư ký ngạc nhiên nói, tôi không hiểu cô muốn nói chi, tôi có mua vé phi cơ của quý công ty vào 3 giờ rưỡi thì khởi bại nhưng vé phi cơ của tôi đang ở trong tay một người bạn trai của tôi và giờ này anh ấy vẫn chưa thấy đến. Người nữ thư ký dùng tiếng Anh nói với tôi, thưa bà, Xin bà cho biết bà đã ghi tên gì khi mua vé? Vũ Bội và Isa, tôi đáp, người nữ thư ký ấy cúi đầu xuống dò trong sổ. Rất lâu, rất lâu sau, cô ta mới ngước lên nhìn tôi và nở một nụ cười lấy làm tiếc, nói, "Xin lỗi bà, trong danh sách các hành khách đi chuyến phi cơ 3 giờ rưỡi không hề có tên ông bà." Phải chăng bà đã mua vé phi cơ của công ty hàng không nào khác chăng? Tôi buồn bã đáp, "Dạ, không, đã 3 giờ 30 phút rồi, nhưng Vũ Bội vẫn không thấy đến, sau đó, bỗng tôi nghe có những tiếng nổ dữ dội làm chát chúa cả tai vang lên. Tôi biết ngay đó là tiếng phi cơ đang bắt đầu cất cánh bay đi, loạt tiếng nổ ấy khiến lòng tôi thêm tan nát và đau đớn cùng cực. Tôi một tay bồng Hoài Trọng, một tay xách vali và, và thẫn thờ bước xuống từng nấc cầu thang. Từ trong phi trường ra, tôi lủi thủi đi trên đường thái tử và thẫn thờ đi băng qua con đường lớn giữa lúc ấy bỗng bên tai tôi có tiếng xe hơi thắng rít lên vang dội liền đó tôi cảm thấy như trời xoay đất chuyển đến khi tỉnh lại tôi nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng rất tĩnh mịch lát sau tôi lại cảm thấy chân bên phải của mình đau đớn vô cùng tôi kinh hoảng la lên một tiếng tức thì cánh cửa phòng mở ra một nữ hộ tá bước vào nhìn tôi và hỏi có chuyện gì đó bà chân phải của tôi đau đớn quá bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ ông ấy sẽ tiêm cho bà bớt đau đây là bệnh viện ư cô nữ hộ tá cười đáp vâng hôm qua bà đã bị xe hơi đụng mang thương tích và bà đã hôn mê đến hai ngày rồi tôi sửng sốt nhìn người nữ hộ sĩ tôi đã hôn mê đến hai ngày rồi ư vâng rất may là thương thế của bà không nghiêm trọng lắm bằng không thì cái chân của bà đã bị cưa rồi. Tôi lặng người nhìn người nữ hộ tá lâm lâm. Đến 2 giờ trưa hôm ấy thì Vĩnh Trọng bồng bé hoài trọng và cùng đi với mẹ tôi vào thăm tôi. Gương mặt hai người đều nghiêm trọng và lộ đầy vẻ thương xót. Tôi đưa hai tay lên ông lấy mặt và hòa ra khóc nức nở. Tôi không còn có đủ can đảm để nhìn mẹ tôi và Vĩnh Trọng nữa. Vì tôi quá xấu hổ, hối hận bởi đã làm khổ họ, chớ khóc nữa vĩnh trọng nói mọi chuyện anh đều sẵn sàng tha thứ cho em chàng tha thứ cho tôi nhưng lòng tôi vẫn không nguôi nổi đau khổ chút nào tôi càng khóc to hơn và đau đớn nói em đã lầm em đã lầm em đã bị vũ bội lường gạt lần nữa mẹ tôi vĩnh trọng và cả người nữ hộ tá đều cố tìm lời an ủi tôi nhưng tôi vẫn không ngớt khóc lóc vì quá đau khổ tôi khóc một lúc lâu rồi sau đó vì quá mỏi mệt ngủ thiếp đi đến tối tôi thức dậy thì người nữ hộ tá nói với tôi bên ngoài có một người thanh niên muốn vào thăm bà và bà có cho phép ông ấy vào không một thanh niên à tôi kinh ngạc lặp lại vâng ông ta nói là không thể nào không vào thăm bà được thật ra vào giờ này không một ai được vào thăm bệnh nhân cả nhưng ông ta đã năng nỉ tôi nhiều quá, nên tôi đành phải phá thông lệ mà cho ông ta vào đây vậy, xin cô hãy cho ông ấy vào đi. Cô nữ hộ tá đi ra được một lát thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi nói to, "Xin cứ vào." Thì cánh cửa hé mở và một bóng người bước vào. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra người ấy không ai khác hơn là Trình Diệu Quang, trên tay chàng đang ôm một bó hoa, tôi kinh ngạc thốt, "Ồ, anh đó ư?" chàng nhìn tôi và nói, phải, anh đây. Khi anh vừa đọc báo thấy có tin em bị xe hơi đụng, anh đã muốn vào thăm em ngay, nhưng anh không dám tới, tại sao thế, vì em đã là trương thái thái rồi, tôi ngượng ngùng cúi đầu, chàng đi chậm chậm đến trước mặt tôi, đem bó hoa cắm vào trong chiếc bình và nói, đây là hoa, vô vong ngã, tức chớ quên tôi, vô vong ngã. Tôi buồn bã lặp lại. Phải vô vong ngã, tôi mỉm cười với chàng và nói, cảm ơn anh, trình diệu quan nhìn tôi một lúc rồi nói, có lúc anh tưởng mình đã chiếm được cái gì đó, nhưng rồi, cũng như em, lúc em chiếm được cũng như lúc em chiếm không được đều có ý nghĩa cả, tôi đồng ý với anh về điểm đó. Tôi nhớ có người đã nói một câu như thế này, sự khoái lạc và hạnh phúc đều được con người ta mơ ước tới. Nhưng khi anh đã có khoái lạc và hạnh phúc rồi, rất có thể anh không cảm thấy khoái lạc và hạnh phúc chút nào đúng vậy có lúc sự thiếu thốn cũng có cái đẹp của nó trình diệu quang không nói gì chàng chăm chú nhìn tôi một lúc rồi thu hồi nhãn tuyến của chàng lại cái nhìn của chàng thật đặc biệt nó cơ hồ như có từ tính hấp dẫn tôi một cách lạ lùng khiến tôi phải né tránh cái nhìn ấy đi tôi cũng muốn hỏi thăm về cái cận huống của chàng nhưng rồi tôi chẳng có can đảm để hỏi nữa, cô nữ hộ tá bỗng bước vào trong phòng. Cô ta mỉm cười như muốn nói rằng, ông bà đã nói chuyện hơi nhiều rồi, tôi bèn nói với Trình Diệu Quang, xin cảm ơn anh đã đến thăm tôi, chàng đưa mắt nhìn cô nữ hộ sĩ, rồi nói, Isa, tôi về nhé. Vâng, tái kiến. Khi ra tới cửa, chàng còn quay đầu lại nói, Isa ráng mà tịnh dưỡng nhé, khi Isa xuất viện, tôi sẽ lại thăm y xa sau, tôi nở một nụ cười để thay câu trả lời, khi cô nữ hộ tá đi rồi, trong phòng thật là tịch mịch. Tôi cô đơn nằm trên giường, nhìn những cánh hoa, vô vong ngã, trong bình mà không khỏi bùi ngùi cảm động đến rơi lệ khi nghĩ tới người đã tặng hoa, sự xuất hiện của trình diệu quan đã làm tăng cường thêm sự can đảm để sống của tôi. Tôi vùi đầu vào chiếc gối và nằm nghỉ ngợi miên man. Chương 20, thấm thoát mà tôi đã nằm trong y viện đến một tuần lễ rồi. Cuối cùng tôi đã được xuất viện. Nhờ sự trị liệu tận tâm của bác sĩ và sự tiến bộ của y học mà chân tôi đã có thể hoạt động bình thường trở lại, tuy vết thương hãy còn đau đôi chút, ngày xuất viện, tôi cởi bỏ bộ y phục của bệnh viện mà mặc vào chiếc áo lưỡng hành màu lam nhạt. Chiếc áo ấy đã vô tình làm cho tôi cảm thấy đau đớn không ít tôi tự hỏi mình mặc chiếc áo xinh đẹp này là vì ai không lẽ vì tên bất lương vũ bội nhớ đến hắn tôi không khỏi tức giận đến run rẩy cả hai tại tôi thầm nghĩ nếu tình cờ gặp hắn ngoài đường tôi sẽ không ngần ngại giết hắn chết ngay nhưng trong cơn phẫn hận ấy tôi lại tự hận mình hơn hết vì tôi đã quá ngu xuẩn đến độ đã mắc lừa vũ bội đến mấy lần rồi khi tôi từ trong bệnh viện đi xuống các bậc thang bằng gạch thì Vĩnh Trọng đang đứng bên lề đường đón xe taxi, còn mẹ tôi nắm lấy tay tôi dịu đi. Ánh mắt của tôi chợt vô tình nhìn bên kia lề đường và phát giác ra Trình Diệu Quang đang đứng bên ấy nhìn tôi, chàng mỉm cười và đưa tay vẫy vẫy chào tôi. Nhưng tôi chẳng hề có một phản ứng nào, vì sợ Vĩnh Trọng sẽ nhìn thấy tôi tin rằng trình diệu quang đã sẵn sàng hiểu cho sự lãnh đạm đó của tôi một lát sau khi đã lên taxi rồi tôi quay đầu nhìn lại vẫn thấy trình diệu quang còn đứng yên dưới cây trụ đèn tôi thừa dịp vĩnh trọng và mẹ tôi không để ý mà nở một nụ cười với chàng nụ cười này có thể sẽ giúp cho trình diệu quang đêm nay ngủ thấy nhiều mộng đẹp tôi thầm nghĩ như thế chiếc xe taxi chạy thẳng về hướng nhà mẹ tôi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn vĩnh trọng để ngầm hỏi ý chàng vĩnh trọng bèn giải thích thương thế của em coi vậy vẫn chưa lành hẳn do đó tốt hơn hết em hãy về ở tại nhà mẹ để khi nào có chuyện gì cần mẹ sẽ lo cho em tôi đồng ý ngay nên chẳng nói gì khi đã về tới nhà rồi tôi vô cùng cảm xúc nói với mẹ tôi và vĩnh trọng vì sao mẹ và anh lại đối xử với em quá tốt như thế vĩnh trọng và mẹ tôi trao đổi với nhau một cái nhìn, rồi mẹ tôi nói, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi, con chớ nên nghĩ đến cái quá khứ không đẹp đó nữa mà làm chi, tôi đưa ánh mắt về phía vĩnh trọng và nói, anh đã nói chẳng hề sai, vũ bội là một tên bất lương, hắn là cạn bã của nhân loại, không thể yêu thương hắn và cũng không thể thương hại hắn được. Vĩnh Trọng mỉm cười và đưa tay ông nhẹ nhẹ hông tôi thái độ của chàng lúc ấy thật là hiền từ trầm tĩnh ôn hòa trong cái giây phút ấy tôi cảm thấy lòng mình như ấm lại tôi ở tại nhà mẹ tôi được nửa tháng thì thương thế của tôi đã hoàn toàn khôi phục như xưa do đó tôi muốn dọn về ở tại đường kha sĩ tuần với vĩnh trọng nhưng chàng tỏ ra không bằng lòng vì chàng sợ tôi lại bị người ta lường gạt như trước nữa nếu vậy thì chúng ta hãy tìm thuê một căn phòng ở nơi khác đi tôi nói anh cũng đang nghĩ đến điều ấy đây thế là sau đó chúng tôi dọn về đường la tiên thần tôi vẫn tiếp tục làm vợ lẽ của trương vĩnh trọng có lúc tôi cảm thấy rất khổ tâm vì mình đã phá hoại gia đình hạnh phúc của người ta nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng ở hương cảng này có biết bao nhiêu người đàn bà ở vào hoàn cảnh của tôi nên tôi không còn thắc mắc và khổ tâm vì điều ấy nữa. Vả lại, tôi đã từng bị vũ bội lường gạt đến hai lần rồi, nên tôi đã khôn ngoan hơn trước nhiều, tôi không còn nuôi ảo tưởng, không còn muốn đổi thay hiện trạng làm gì, mà chỉ muốn an tâm làm vợ lẽ của Vĩnh Trọng cho đến bao giờ chàng bỏ rơi tôi thì thôi. Cái hiện thực quá tàn nhẫn, Phủ Phàng đã làm cải biến nhân sinh của tôi hẳn đi. Tôi mới phát giác ra rằng, được yêu so với yêu càng có nhiều khoái lạc hơn tôi đã được vĩnh trọng yêu tha thiết nhưng tôi lại không biết hưởng sung sướng đó trái lại tôi đem tình yêu đó dâng hiến cho tên bất lương vũ bội để rồi tôi phải chuốc lấy bao nhiêu nỗi đau khổ đó là tôi tự rước lấy cái khổ cho mình vậy tôi quyết định sẽ không bao giờ yêu một ai khác ngoài vĩnh trọng ra những ngày sau đó trôi qua trong sự tịch mịch vô cùng nhưng tôi đã học được sự chịu đựng rồi, có một hôm, tôi đi chợ để mua một vài món đồ ăn, trong khi tôi vừa từ trong tiệm đi ra thì bỗng bị một người chặn đường lại. Tôi ngước lên nhìn, thì ra đó là Trình Diệu Quang, đối với chàng thì tôi vẫn duy trì hảo cảm, nên tôi mỉm cười với chàng. Có lẽ nụ cười ấy đã khích lệ Diệu Quang rất nhiều. Nên chàng đề nghị với tôi, "Isa có thể cùng tôi uống trà được không?" Tôi gật đầu, vết thương ở chân Isa đã lành hẳn chưa? Chàng hỏi tôi, lành rồi, anh ạ. À. Cảm ơn anh, hiện Isa đang ở tại đâu? Tôi nói cho Diệu Quang biết ngay địa chỉ cũng như số điện thoại của phòng tôi khi đã vào trong quán giải khác xong, chàng nhìn tôi một lúc rồi nói, tôi có ý muốn gặp Isa để nói chuyện. Nhưng rồi lại không có địa chỉ của Isa. Không ngờ hôm nay lại ngẫu nhiên được gặp Isa ở đây, tôi cười hỏi chàng, chẳng hay Điền Tiểu Thơ trong những lúc gần đây ra sao? Chàng trầm hẳn sắc mặt, tôi không còn có liên lạc với cô ta nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, không có liên lạc à? Phải. Hôm ấy cô ta đã bị Isa đùa nên qua hôm sau cô ấy đã dọn đi khỏi ngôi biệt thự ngay. Chàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp, Isa, em cũng chớ nên đùa với tôi như vậy. Isa biết không, hôm ấy tôi ngồi tại quán trên núi, thấy Điền Tích Xuân đến thì tôi đã ngượng ngùng biết bao. Isa nên biết rằng tôi không hề yêu Điền Tích Xuân, mà chỉ yêu Isa thôi. Tôi bối rối nói, không lẽ tôi lại chẳng yêu anh sao? Nhưng tôi không hiểu được tại sao anh đã yêu Điền Tích Xuân. Lại còn yêu tôi như vậy, chàng ngạc nhiên hỏi lại, Isa nói sao? Điền Tích Xuân đã nói với tôi rằng trước khi tôi tới biệt thự để dạy học, anh đã tỏ ra rất có cảm tình đối với cô ta, anh đã cùng cô ta đến vườn Nam Sinh bơi thuyền, lên núi Vọng Phu chơi, có đúng thế không, cô ta đã nói láo. Rất có thể cô ta đã cố ý nói như thế để làm cho Isa xa tôi ra. Isa lại tin những lời đó sao? Tôi thường người ra suy nghĩ một lúc và nhận thấy Trình Diệu Quang đã nói rất có lý, tại sao những điều đó Isa lại giấu trong lòng làm gì, đợi tới bây giờ mới nói ra. Như vậy há chẳng phải là đã quá muộn rồi không, tôi điềm tĩnh nói, ngoài ra còn điều này nữa, đó là lúc bấy giờ tôi đang mang thai trong bụng, đứa con đó là của vũ bội. Do đó mà tôi không muốn lấy anh để rồi làm nhục anh. Anh nên biết rằng trong khi tôi xa anh, lòng tôi cũng đau đớn đến bực nào, thật tình là tôi không ngờ Isa đã có con như vậy trong con mắt của tôi Isa là một thiếu nữ rất trong trắng tôi cúi đầu và cảm thấy hối hận vô cùng trình diệu quang tỏ vẻ oán hận nói tại sao lúc bấy giờ Isa không kể cái tâm sự của Isa cho tôi biết phải chi Isa đã kể ra lúc bấy giờ thì hiện tại biết đâu Isa lại chẳng là vợ tôi tôi thẹn thùng nói diệu quang Tôi cũng muốn nói cho anh biết lắm, nhưng tôi lại không sao có đủ can đảm để tiết lộ điều đó với anh, thế sao Isa lại có can đảm nói điều đó với Trương Vĩnh Trọng? Ông ta không giống với anh, vì ông ta là người đã từng kết hôn rồi. Còn anh, anh là người chưa kết hôn, nên nếu tôi nói ra, anh sẽ cười chê tôi. Vả lại, lúc bấy giờ Điền Tích Xuân đang đeo đuổi theo anh. Tôi muốn hy sinh tình yêu của mình để giúp cô ta đạt thành nguyện vọng. Tôi có ngờ đâu anh với cô ta lại, Isa, cái tình yêu giữa con người với con người rất là kỳ diệu, không có cái gì thay thế nó được cả, cũng không thể nào đem đồng tiền ra mà mua chuộc nó được. Tôi uống một hớp trà rồi nói, giờ đây mọi chuyện đều đã quá muộn rồi. Phải chi thời gian có thể trôi ngược trở về trước. Giúp chúng ta tạo lại những ngày ấy thì... Chàng đưa mắt nhìn tôi đăm đăm. Tôi cúi đầu, lặng lẽ xuất thần, bỗng chàng đặt tay mình lên bàn tay tôi và bảo, "Isa, chớ có buồn nữa. Chúng ta vẫn chưa hẳn là tuyệt vọng đâu, chưa hẳn là tuyệt vọng, phải, chỉ cần em có quyết tâm là được." Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại chàng, "Anh nói như thế có nghĩa là?" Chàng khẽ gật đầu và hỏi tôi, "Hiện, tình cảm của em đối với Vĩnh Trọng như thế nào?" tôi đối với anh ấy thì nhưng tôi vội lắc đầu nói không không diệu quang tôi không thể nào rời xa vĩnh trọng được đâu chàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên nét mặt em yêu hắn lắm ư tôi không muốn trả lời em yêu hắn lắm ư diệu quang lặp lại câu hỏi ấy lần nữa tôi bối rối đáp tôi thương hại vĩnh trọng thì đúng hơn ông ta là một người tốt tôi không thể nào làm cho ông ta khổ được nữa Diệu Quang từ từ rút bàn tay chàng ra khỏi tay tôi, rồi đưa hai tay lên ông lấy đầu, tỏ vẻ rất tuyệt vọng và chẳng nói một lời nào nữa. Thấy chàng đau khổ như thế, tôi an ủi chàng, xin anh hãy tha thứ cho tôi, tôi đối với anh thật không phải chút nào, một lúc rất lâu sau, chàng mới nhếch nở một nụ cười héo hắt rồi đề nghị. Chúng ta hãy đi thôi, thế là chúng tôi cùng rời khỏi quán giải khác ấy mà trong lòng mỗi người đều mang nặng mối buồn rầu. Khi đã ra đến bên ngoài, tôi liền thốt lời từ giả diệu quan, rồi lập tức đi thẳng về nhà, nếu như tôi không bị vũ bội lường gạt, thì rất có thể tôi đã đáp ứng lời yêu cầu của diệu quan rồi. Khốn thay, tôi đã bị vũ bội lường gạt đến hai lần tất cả. Nên tôi rất sợ bị diệu quan lường gạt một lần nữa chính vũ bội đã giết chết mất cái mộng đẹp trong lòng tôi rồi đêm hôm ấy tôi cảm thấy hết sức khổ tâm vì tôi lại làm khổ diệu quang lần nữa qua sáng hôm sau tôi đọc báo bỗng lặng người đi nguyên do là vì trình diệu quang đã bị lật xe từ trên đỉnh phi nga rơi xuống hố thân thể chàng bị thương rất nặng tin báo còn nói rằng lúc bấy giờ người lái xe đã uống rượu say nên cho xe chạy quá nhanh và nghe nói thì chiếc xe ấy do trình diệu quang đã thuê của một hãng nọ đọc xong bản tin ấy tôi càng cảm thấy khổ tâm vô hạn tôi biết ngay rằng trình diệu quang đã bị lật xe như vậy chắc chắn có quan hệ với tôi thật rồi vì lẽ hôm qua tôi đã làm cho chàng quá thương tâm tôi tự trách mình không ít và lập tức đi thẳng đến bệnh viện để thăm chàng nhưng cô nữ hộ tá lại nói với tôi ông ấy vẫn còn hôn mê cô ạ à thế đến bao giờ thì ông ấy tỉnh lại thưa cô cô ta trầm ngâm một lúc rồi nói điều đó thì qua hai hôm nữa cô hãy trở lại đây thăm ông ấy đi tôi thất vọng rời khỏi bệnh viện mà lòng tôi càng buồn bã vô cùng khi tôi về đến nhà thì vĩnh trọng cũng đã về rồi chàng hỏi tôi trông em có vẻ như không được vui có phải em đang nghĩ đến chuyện không hay đã qua tôi gượng cười đáp không anh ạ à, nếu em không nghĩ đến chuyện ấy thì rất tốt làm người cần phải lạc quan mới được chớ nên nhớ đến chuyện cũ làm gì tôi cố nở một nụ cười rất tươi nhưng tôi thừa biết rằng nụ cười đó chẳng được tự nhiên chút nào vĩnh trọng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nói mai này là đã tới kỳ nghỉ hàng năm của anh rồi anh tính sẽ cùng em đi áo môn chơi một tuần lễ tôi Mấy năm nay anh thật là bận rộn quá nhiều công việc, nên tuy Áo Môn ở rất gần đây, nhưng tính ra đã có đến 6 năm rồi anh chẳng hề có dịp đặt chân đến đó lần nào. Nói ra nghe thật là vô lý hết sức, tôi gần giọng hỏi lại chàng, "Chúng ta sẽ đi Áo Môn để nghỉ ngơi à?" Chàng quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười, "Phải. Em có thích không?" Tôi ngập ngừng không đáp, chàng ngạc nhiên hỏi, "Em có tâm sự gì vậy?" Tôi nói dối, không, có. Gì cả, vậy thì chúng ta cùng nhau đi áo môn chơi vậy, tôi không dám từ chối, vì sợ Vĩnh Trọng hoài nghi. Thế là sáng hôm sau, mẹ con tôi cùng Vĩnh Trọng và mẹ tôi xuống tàu đi áo môn, chính vì lòng tôi không ngớt nhớ tới Diệu quan nên tôi đi chơi mà chẳng hề vui vẻ chút nào. Đến ngày thứ bảy thì chúng tôi mới trở về hương cảng. Khi tôi vừa lên tới bờ, tôi đã nói dối vĩnh trọng là cần phải đi cửu long để thăm một cô bạn đồng học nên bảo chàng hãy cùng bé hoài trọng và mẹ tôi về nhà trước. Sự thực là tôi đi một mình đến bệnh viện để thăm trình diệu quan, nhưng khi tôi đến bệnh viện thì lại nhận được tin làm tôi thất vọng không ít, diệu quan đã xuất viện rồi. Tôi vội hỏi cô nữ hộ sĩ, cô có biết ông ấy đi về đâu không, cô nữ hộ tá cho tôi một địa chỉ thế là tôi lập tức đi ngay đến đó để tìm chàng nhưng khi tôi đến nơi thì bà chủ cho mướn phòng trả lời ông diệu quang đã dọn đi rồi sau khi ở bệnh viện ra ông ấy liền dọn đi ngay đó là con người thần thần bí bí chẳng một ai hiểu ông ta nổi ông ấy không có để địa chỉ lại sao không vừa nói dứt lời mụ chủ nhà đã đóng sầm cánh cửa lại ngay tìm không ra diệu quang tôi càng khổ tâm hơn nữa rất có thể trong con mắt của chàng tôi là con người chẳng có chút tình nghĩa nhưng nào ai hiểu nỗi lòng tôi đã đau khổ như thế nào thật vậy từ trước đến giờ tôi chưa từng được gặp một người đàn ông nào chí tình như trình diệu quan nhưng tôi cũng tự cảm thấy mình có trách nhiệm không nhỏ về nỗi đau khổ của chàng tôi chỉ biết cầu xin thượng đế hãy cho tôi có một cơ hội gặp lại chàng để nói cho chàng biết rằng tôi không phải là con người vô tình vô nghĩa, nhưng Thượng Đế lại chẳng nghe cho lời cầu nguyện của tôi. Có một hôm, người bưu tá viên đến trao cho tôi một phong thư tôi hết sức ngạc nhiên, tự hỏi, ai lại gửi bức thư này cho mình, tôi xé thư ra thì thấy có những dòng chữ như sau. Isa, anh đã xe em rồi, lặng lẽ mà rời xa em. Có lẽ em trách anh sao không nói một lời từ biệt em, nên trong giờ phút này anh chỉ còn biết xin lỗi em mà thôi hiện tại anh lại nói với em lần nữa câu này anh rất yêu em tuy anh chẳng chiếm được em nhưng anh vẫn một lòng yêu em mãi mãi em còn nhớ không anh đã từng nói với em câu có lúc ta chiếm không được vật gì đó nhưng so với lúc ta chiếm được lại càng có ý nghĩa nhiều hơn cũng như mối tình của chúng ta nếu chúng ta hưởng được thì ái tình của chúng ta sẽ mất đi ánh sáng rực rỡ của nó, ngược lại, chúng ta không hưởng được nó, nên nó càng tăng thêm giá trị rất nhiều, lúc chúng ta hoài niệm đến nhau. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tình mất vui khi đã vẹn câu thề, hiện tại, anh là thủy thủ, có nhiệm vụ chăm dầu cho mấy tàu. Suốt ngày anh chỉ nhìn thấy biển cả bao la và càng tịch mịch bao nhiêu anh càng tưởng nhớ đến em bấy nhiêu và cho tới chết anh cũng chẳng bao giờ quên được mối tình của đôi ta. Isa, anh sẽ không thể yêu một người con gái nào khác, mà chỉ yêu mỗi một mình em thôi, có lẽ em hỏi anh đến chừng nào anh mới trở lại hương cảng. Nhưng điều này thật khó mà trả lời cho em được. Vị thuyền trưởng đã nói với anh rằng tàu của chúng ta đang khởi sự đi trên hành trình chu du thế giới vì vậy em chớ nên hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp mặt nhau vả lại chúng ta có tương phùng trong những giấc mộng há chẳng phải là đẹp hơn sao anh rất sợ hiện thực vì hiện thực quá tàn nhẫn bởi trong hiện thực anh chẳng hề chiếm được em xem xong bức thư tôi vội tìm địa chỉ của chàng nhưng tôi lại chẳng hề thấy đâu cả khiến tôi thất vọng vô cùng tôi cầm bức thư trên tay mà thường người ra nghĩ ngợi miên man giữa lúc ấy bỗng tôi nghe có tiếng ổ khóa ở cửa khu lách cách. Tôi vội nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 giờ, nên tôi thầm nghĩ chắc không phải vĩnh trọng về tới, vì giờ này chàng hãy còn ở tại sở làm, nhưng tôi đã lầm. Chính vĩnh trọng đã về tới thật. Tôi hết sức bối rối, vì không thể ngờ điều đó. Tôi vội vàng giấu bức thư của Diệu Quang ở sau lưng, xong, Vĩnh Trọng chẳng hề nhìn tôi chàng đi thẳng luôn vào trong phòng cử chỉ bất thường của chàng khiến tôi càng kinh ngạc hơn nữa tôi vội cất kỹ bức thư của diệu quang rồi đi theo vĩnh trọng vào trong phòng ngủ khi vào đến nơi tôi lại càng ngạc nhiên vì thấy vĩnh trọng đang nằm trên giường và rên rỉ có vẻ rất đau đớn tôi hoảng kinh hỏi chàng có chuyện gì vậy anh em hãy mau gọi điện thoại mời bác sĩ tới đi tôi càng hốt hoảng anh anh bệnh à chàng nói chẳng ra lời, mặt tái xanh hẳn đi và đầy mồ hôi, tôi rung giọng hỏi chàng, tìm, tìm, một ông bác sĩ, hả anh, vĩnh trọng cố nín thở, đôi môi mấp máy nhưng nói chẳng ra lời. Tôi liền đi lấy ngay một cây bút và một tờ giấy đưa cho chàng. Chàng ghi ra tờ giấy một con số điện thoại, rồi viết thêm ba chữ bệnh y sinh, thế là tôi lập tức gọi điện thoại cho bệnh bác sĩ. Khi đường dây điện thoại đã thông, tôi nghe có tiếng chính bác sĩ họ Bành trả lời. Tôi liền báo cho ông biết Vĩnh Trọng đang bị bệnh và hy vọng ông ta sẽ tới ngay để điều trị cho chàng, được rồi, tôi sẽ đến ngay lập tức. Bác sĩ Bành đáp, độ 10 phút sau thì bác sĩ Bành cùng người nữ trợ tá của ông ta đến nơi. Ông ta có vóc người mập mạp, đầu hói và mang cặp kính trắng gọng vàng. Đây là lần đầu tiên tôi mới gặp ông ta, mặc dù ông là bạn thân của Vĩnh Trọng, ông ta ra lệnh cho cô nữ trợ tá hãy cởi y phục Vĩnh Trọng ra, rồi ông mang ống nghe vào, nghe trên ngực chàng, tôi đứng lặng yên bên cạnh theo dõi việc làm của ông với nỗi lo lắng vô biên. Sau khi khám được một lúc, bác sĩ Bành quay sang tôi, nói: "Tốt hơn hết, chị hãy lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện ngay đi." Bệnh tình anh ấy nghiêm trọng lắm à? bác sĩ bành lạnh lùng nhìn tôi lắc lắc đầu và muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi mãi một lúc sau ông mới nói một câu chị hãy mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi tại sao bác sĩ bành không trả lời mà chỉ dây lại nhìn vĩnh trọng đang nằm trên giường vĩnh trọng lại viết mấy chữ ra giấy cho ông ta xem ông ta tiếp lấy tờ giấy xem một lúc rồi đưa bàn tay trái lên bịt lấy miệng mình trong khi đôi mắt ông ngước nhìn lên trần nhà đăm đăm mà chẳng nói lời nào vĩnh trọng viết gì thế tôi đưa tay ra đoạt lấy tờ giấy trên tay bác sĩ bành nhưng ông ta chẳng hề chống lại tôi nhìn vào tờ giấy thấy có mấy chữ như sau hãy nói sự thật cho nàng biết đi tôi ngước lên nhìn bác sĩ bành và bảo bác sĩ hãy nói đi anh ấy bị bệnh gì thế anh ấy sắp sửa phải từ giả cõi đời này, chỉ trong vòng hai hôm nữa thôi, giọng nói của tôi là hẳn đi, không có cách gì điều trị được sao. Bác sĩ bất lực à, bác sĩ bành cúi đầu và chẳng nói gì, tôi khẩn khoản nói với ông ta, bành bác sĩ. Ông cần bao nhiêu tiền? Tôi sẵn sàng đưa cho ông, chỉ cần cứu sinh mạng cho anh ấy, bác sĩ bành trầm ngâm một lúc lâu mới nói chiến bệnh của anh ấy hiện nay vẫn chưa có thuốc nào để trị cả. Anh ấy bị bệnh ung thư, ung thư. Vừa nói xong tiếng ấy, tôi có cảm tưởng như mình sắp ngất xỉu đi. Tôi đứng chết lặng như khúc gỗ, tờ giấy trên tay tôi rơi xuống đất, bác sĩ bành nói tiếp, đáng lẽ tôi không nên nói ra cho chị biết làm gì. Năm trước đây, anh ấy đã đến phòng mạch của tôi để khám bệnh thì tôi phát giác ra anh ấy bị chứng bệnh đó. Anh ấy đã yêu cầu tôi hãy giữ bí mật dùm, chớ nên tiết lộ cho bất cứ một ai biết cả. Tôi khẽ gật đầu, biểu lộ là tôi đã hiểu rõ cái ý của ông ta, nhưng thật là bất hạnh, lời tiên liệu của bành bác sĩ rất linh nghiệm. Sinh mạng của Vĩnh Trọng chỉ kéo dài không quá 24 tiếng đồng hồ thì chàng đã từ giả cõi đời tôi không hiểu mạng vận của con người có phải do một vị thần làm chủ hay không nếu quả thật như thế thì vị thần ấy lại chẳng nhân từ đối với tôi chút nào tôi đã can tâm làm vợ lẽ của vĩnh trọng thế mà cái quyền lợi đó cũng bị vị thần ấy đoạt mất đi tôi là một con người lương thiện tại sao vị thần ấy lại quá tàn nhẫn đối với tôi như thế tại sao ông không đoạt lấy tính mạng của tên bất lương tội lỗi vũ bội đi mà lại nở đoạt lấy tính mạng của một người hiền lành như Vĩnh Trọng. Chương 21, sau khi Vĩnh Trọng chết rồi, tôi cố duy trì cuộc sống như Vĩnh Trọng đã sắp đặt trước đây. Nhưng dù sao, vĩnh trọng đã mất rồi thì tôi không thể nào có đủ tiền để trả tiền phòng và lo miếng ăn hàng ngày được do đó tôi bắt buộc phải dọn về ở chung với mẹ tôi đành rằng tiền bạc mẹ tôi không thiếu gì nhưng tôi vẫn không muốn ở không mà nương nhờ vào đồng của cha mẹ mãi như vậy thế nên tôi giao bé hoài trọng cho mẹ tôi trong năm giùm để tôi rảnh tay đi tìm việc làm nhưng mẹ tôi lại tỏ ra không đồng ý bà nói con đi làm việc thì kiếm được bao nhiêu tiền? 300 đồng một tháng đành rằng không ít, nhưng con lại phải tiêu xài nhiều thì còn được bao nhiêu, như vậy chẳng bỏ công hơn nữa, các bạn đồng sự của con sẽ còn cười chê con chớ ít gì, vậy thì con phải làm sao bây giờ? Hãy tìm một người đàn ông thích hợp với con mà tái giá là hơn, không thể được, con rất sợ phải nghĩ đến chuyện ấy. Con không thể nào nói đến tình yêu một lần nữa nhưng hiện tại con mới có hai mươi mấy tuổi mà thôi dù vậy con vẫn không thể yêu ai được con cũng không thể để cho một ai khác yêu con cả vậy thì con sẽ ở một mình suốt đời ư có thể như thế lắm nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng đều là người xấu hết đâu song nếu như con lại chẳng may bị một người đàn ông khác lường gạt lần nữa thì sao đó là chuyện của con con không nghe lời mẹ thì hãy liệu lấy vậy mẹ tôi tức giận nên nói xong câu ấy thì bỏ đi ngay tuy tôi đã nói với mẹ tôi rằng con không thể để cho người khác yêu con được nhưng đó chẳng qua là câu nói trong cơn khích động mà thôi nếu như có người nào thật tâm yêu tôi thì sẽ tái giá ngay cái điều kiện của tôi đưa ra thật là thấp không cần phải là người chưa có kết hôn cũng không cần phải là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lý do là vì tôi đã trải qua kinh nghiệm yêu đương với hai người đàn ông rồi nên tôi chẳng còn giá trị gì nữa mà đòi hỏi cho lắm sống trong những ngày hết sức tịch mịch tinh thần tôi cảm thấy trống trải lạ thường ở sát vách nhà tôi có một bà lão vốn là tín đồ công giáo mỗi chú nhật bà ta đều đi lễ ở nhà thờ có một hôm bà ta mời tôi cùng đi nhà thờ nếu không ở nhà cũng chẳng làm gì tôi bèn bồng hoài trọng cùng đi với bà ta đến giáo đường khi từ trong nhà thờ đi ra tôi chợt trông thấy có một gương mặt quen quen khiến tôi hết sức ngạc nhiên tôi suy nghĩ một lúc rồi tiến nhanh tới trước và cất tiếng gọi điền tiểu thơ điền tiểu thơ vị nữ tu ấy quay đầu lại nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên tôi hé nở một nụ cười và nói đã lâu rồi tôi không gặp điền tiểu thơ vị nữ tu ấy nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười hỏi có phải cô là Isa không? Vâng. Điền tiểu thơ còn nhớ tôi chăng? Điền tích xuân trầm hẳn sắc mặt xuống, khẽ gật đầu, rồi một lát sau mới nói. Isa, trong quá khứ, tôi thật đối với Isa không phải, tôi nhắc ngang lời điền tích xuân ngay, điền tiểu thơ bất tất nhắc đến chuyện ấy làm chi. Trong quá khứ, chúng ta đều lầm lẫn trả. Tỷ như tôi đã gạt Điền tiểu thơ đến quán trên núi để gặp Trình Diệu Quang. Y Sa có gặp Diệu Quang không? Điền Tích Xuân tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Anh ấy đã rời khỏi Hương Cảng rồi à? Phải, chỉ vì tôi đã làm cho anh ấy rất đau lòng, nên anh ấy đã rời khỏi Hương Cảng để sống cuộc đời phiêu lưu của một thủy thủ. Điền Tích Xuân hạ thấp giọng nói. Tôi biết Diệu Quang đã yêu Y Sa Diệu Quang và Y Sa quả là một cặp rất xứng đôi vừa lứa. Thế mà tôi không ngờ mối tình hai người lại không có kết quả như vậy, anh ấy là người tình đầu của tôi. Và anh ấy vẫn âm thầm yêu tôi mãi. Điều đó, Diệu Quang đã có nói cho tôi nghe sau khi Isa rời khỏi biệt thự. Do đó, tôi mới biết rằng ái tình giữa trai và gái còn cần phải có chữ duyên nữa, chứ không thể nào ép buộc được. Vì vậy mà tôi đã quyết tâm ly khai trần thế để đi tu. Nhưng Điền Tiểu Thơ hãy còn trẻ tuổi, Điền Tiểu Thơ không thể, Isa bất tất vì tôi mà bận tâm làm gì. Hiện lòng tôi rất vui sướng. Có thể trong con mắt của người trần tục, chúng tôi là những kẻ cô độc nhưng thực ra, tâm linh của chúng tôi thật là sung sướng, tôi mỉm cười, biểu thị đồng ý với Điền Tích Xuân. Sau đó, Điền Tích Xuân đưa mắt nhìn bé Hoài Trọng và hỏi, "Con của Isa đây à?" Tôi gật đầu rồi đem hết những nỗi bất hạnh của mình mà thuật sơ qua cho điền tích xuân nghe có lẽ những chuyện đó quá bi thảm nên sau khi tôi kể xong đôi mắt của điền tích xuân long lanh ướt thế rồi nhân cơ hội ấy điền tích xuân đem chuyện đạo ra mà nói với tôi tôi thành tâm thốt tôi cũng hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một tín đồ công giáo con người có tín ngưỡng là điều rất tốt sau đó tôi và điền tích xuân mới chia tay nhau tôi bồng hoài trọng đi được mấy bước, vụt quay đầu lại nhìn cái bóng của Điền Tích Xuân đi xa dần mà trong lòng cảm xúc là thường. giữa lúc ấy tôi chợt phát giác ra có một thanh niên lạ mặt đang đi phía trước tôi quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười. tôi liền thu hồi cái nhìn của mình lại và bước đi. cái nhìn của thanh niên ấy tự nhiên cảm thấy phấn khởi không ít, vì từ lâu nay tôi vẫn có cái mặt cảm là mình đã già xấu lắm rồi. giờ đây bắt gặp cái nhìn của thanh niên ấy, tôi mới biết là mình vẫn chưa phải là một đóa hoa héo uống như tôi tưởng. Khi trở về nhà dùng bữa cơm trưa, tôi thấy mẹ tôi ngồi bàn ăn mà gương mặt lộ vẻ không vui chút nào. Tôi đoán biết là bà có tâm sự gì rồi, nên cất tiếng hỏi, mẹ. Hình như có chuyện gì khiến mẹ âu lo, mẹ tôi nghiêm nghị nói, cha con vừa gửi thư về. Nói đến đấy, mẹ tôi trao bức thư cho tôi đọc sau khi xem xong tôi cảm thấy lòng mình nặng nề tưởng chừng có treo đá thì ra cha tôi cho biết tiệm buôn của ông vừa bị hỏa hoạn thiêu rụi tất cả tổn thất thật là trầm trọng tuy cha tôi có đóng bảo hiểm nhưng ông lại được bồi thường một số tiền quá ít thế nên ông quyết định sẽ rời khỏi pháp quốc để trở về hương cảng và ở luôn tại đây đáng lẽ cái tin cha tôi trở về là một tin vui vì đã lâu rồi hai mẹ con tôi đều không được gặp mặt ông. Nhưng ngày ông trở về lại kèm theo cái tin chẳng lành ấy, nên chúng tôi làm sao vui được. Mẹ tôi trầm ngâm một lúc mới nói, chẳng hiểu cha con đem được bao nhiêu tiền về. Nếu như ông ấy không có mang tiền về nước thì từ nay trở đi, chẳng hiểu sự sống của mẹ con mình sẽ ra sao. Tôi an ủi bà, "Mẹ, chớ nên nghĩ ngợi quá nhiều, quá xa xôi như vậy làm chi?" mẹ tôi buồn rầu nói mẹ không thể nào không nghĩ xa như vậy được tuổi của cha con đã cao rồi khi trở về đây cha con sẽ không thể làm việc được nữa mà nhà mình thì lại đông người tôi mẫn cảm nói nếu tiền bạc của má có phần khó khăn thì con và hoài trọng sẽ không sống nhờ vào cha mẹ nữa con sẽ cố tìm việc để nuôi sống lấy thân mẹ tôi lắc đầu mẹ không hề có cái ý nghĩ ấy một hôm chúng tôi lại nhận được thư của cha tôi gửi về cho hay ông sẽ đi bằng tàu về nước và cho biết luôn cả ngày ông về tới. Đến đúng ngày hôm ấy, tôi và mẹ tôi và bến tàu đón ông, khi thấy có một người đàn ông đã lớn tuổi, mình mặc tay trang sạch sẽ, tôi thầm nghĩ là cha mình chắc hẳn cũng giống như người đàn ông ấy. Vì hai người cùng trạc tuổi nhau, thế nhưng, tôi không ngờ, khi tàu cặp bến rồi, mẹ tôi hướng về phía một người đàn ông mặc bộ y phục cũng mềm và trọng thùng thình từ trên tàu bước xuống mà đưa tay vẫy gọi, khiến tôi hết sức ngạc nhiên, Isa, cha con đó. Mẹ tôi lớn tiếng nói, tôi không muốn tiến tới, vì trong đầu óc tôi, cha tôi không phải là người như thế đó, nhưng sự thực thì người đàn ông ấy lại chính là cha tôi thật rồi. Vì mẹ tôi đã bảo như vậy, tôi không thể làm sao hơn là đành bước tới với ông. Cha tôi đưa bàn tay ra nựng nhẹ vào mặt tôi, nhưng tôi lại cảm thấy đau rát vô cùng vì bàn tay của ông nhám cào, cọ vào má tôi đau điếng, khiến tôi phải vội vàng tránh xa bàn tay của ông ra. Cha tôi cười nói, thấy cha thì việc gì lại mắc cỡ, nhưng tôi nào có mắc cỡ đâu. Tôi chỉ tránh bàn tay nhám cào của ông đã làm cho má tôi bị rát rạc và đau đớn. Mẹ tôi lên tiếng trách, con thật là vô phép gặp cha mà không kêu được một tiếng, tôi cố gượng cười và buộc miệng thốt, thưa cha, mạnh giỏi, cha tôi cao hứng mỉm cười, từ trong bến tàu, chúng tôi xách hành lý đi ra bên ngoài đón tạ sĩ đón mãi đến 5 phút mới có một chiếc taxi đến. Chúng tôi cùng lên xe và bảo tài xế chạy thẳng về nhà, mẹ tôi hỏi cha, mình chỉ mang có bấy nhiêu hành lý về sao? Còn hai chiếc vali lớn nữa, tôi gửi tàu mang về sau, Thế mình không tính trở sang Pháp nữa chứ, cha tôi gật đầu, mẹ tôi nói tiếp, dù cho mình có muốn trở sang Pháp, tôi cũng không để cho mình đi nữa. Mấy năm nay, tôi sống thật là hiu quạng. Nhất là từ ngày con Isa đi lấy chồng, tôi ở nhà có một mình, thật là đơn chiếc, dù có muốn nói chuyện cũng chẳng có người để nói. Vì vậy mà mỗi ngày tôi đều phải đi tìm người đánh mạc chượt cho đỡ buồn cha tôi chẳng nói gì chỉ mỉm cười tôi nhìn bàn tay của cha tôi thấy bàn tay của ông rất to với những chiếc ngón thật là thổ do đó tôi đoán biết ngay là cha tôi nhất định đã đi làm công ở bên pháp rồi cha tôi rất mẫn cảm chừng như ông biết được những ý nghĩ của tôi nên ông giấu vội hai bàn tay vào trong túi áo trong cái giây phút đó tôi sực nghĩ lại trước đây mình đã dùng đồng tiền của cha già ăn tiêu bừa bãi mà có biết đâu đó là tiền mồ hôi nước mắt của ông giờ đây thấy bàn tay của ông thô lớn như thế tôi mới biết rõ ràng những đồng tiền ấy chính là tiền mà ông đã kiếm được bằng mồ hôi nước mắt vậy chính vì nghĩ đến điều ấy mà tôi hết sức khổ tâm và chẳng thiết gì nói chuyện cả mình đã mang tiền về nhiều hay ít mẹ tôi hỏi cha tôi đó là một câu hỏi quá ư thực tế tôi lấy làm lại nhìn mẹ tôi và nói mẹ sao mẹ hỏi câu ấy làm gì mẹ tôi lớn tiếng nói đã làm con người không thể không thực tế được ở hương cảng này không có tiền thì không thể sống nổi cần phải biết cha con mang về bao nhiêu tiền để mẹ tính nếu có tiền nhiều thì chúng ta sẽ mua vài từng lậu để cho thuệ còn tiền ít thì cha tôi nói tôi đem tiền về không có nhiều đâu độ bao nhiêu mẹ tôi lại hỏi lần nữa cha tôi do dự không trả lời tôi hạ thấp giọng nói với sự vẫn xin mẹ con xin mẹ chớ nên hỏi đến chuyện ấy nữa khi chúng ta về tới nhà rồi mẹ hẳn hỏi mẹ tôi có vẻ cay cú ra mặt cái nhà đó con không phải lo nên tự nhiên là con không cần quan tâm tới vấn đề ấy bằng mẹ tôi không nói gì nữa chỉ lặng thinh nhìn ra cửa xe trong khi lòng tôi khổ tâm vô hạn khi xe taxi ngừng Tôi xách vali xuống trước. Chiếc vali rất nặng nhưng tâm tình tôi còn nặng hơn chiếc vali ấy nhiều, lúc đó vào trong nhà xong, tôi đặt hành lý xuống rồi đi thẳng luôn vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Nhưng mẹ tôi gõ cửa phòng và gọi, "Isa, con rút vào trong phòng làm gì thế? Hãy ra ngoài này nói chuyện với cha con đi." Tôi nói dối, "Con rất mệt. Con muốn ngủ một chút." mẹ tôi tức giận, cầu nhau, cái thứ của mày thật là, mẹ ơi, mẹ ơi, có tiếng bé Hoài Trọng ở bên ngoài gọi tôi, tiếng gọi của Hoài Trọng khiến tôi càng khổ tâm hơn nữa. Nó là đứa con không cha, liệu rồi đây tôi sẽ nói sao với cha tôi? Nghĩ đến điều ấy, tôi không cầm được nước mắt nữa. Rồi lại nghĩ đến số tiền mà tôi đã bị lường gạt là tiền mồ hôi nước mắt của cha tôi tôi lại càng đau khổ và khóc nhiều hơn trong cái giây phút ấy tôi không nghĩ tới cái chết vì sau khi trải qua những cảnh khốn khổ tôi lại càng muốn sống hơn bao giờ hết rồi vì để giảm gánh nặng cho cha tôi tôi bắt đầu đi tìm việc làm một hôm tôi đọc báo anh văn thấy có một hãng buôn cần thuê một nữ thư ký lo về việc quảng cáo tôi bèn viết thư đến đấy xin sở làm độ một tuần sau thì tôi nhận được thư mời đến đó là một hãng buôn đặt tại một tầng lầu, chu vi thật bé nhỏ, chỉ để vừa đủ bốn chiếc bàn mà thôi, và có hai người thanh niên đang ngồi làm việc, tôi đến nói chuyện với một trong hai người ấy thì y đưa tôi vào một căn phòng gần đó. Trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi làm việc. Thấy tôi vào, ông ta vội vàng đứng dậy bắt tay tôi và mời tôi ngồi. Sau đó, ông ta tự giới thiệu, tôi họ Lâm. Lâm là sông mộc đó. Chữ Lâm có hai chữ mộc, tôi mỉm cười gật đầu và nói, "Vâng, xin chào ông Lâm." Ông ta nói tiếp, "Lý lịch của cô, tôi đã xem qua rồi. Lời yêu cầu của cô trong bức thư về số lương đó, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận." Nghe ông ta nói như thế, tôi mừng rỡ vô cùng, vì tôi đã yêu cầu mỗi tháng phải trả cho tôi số lương là 800 đồng đến bao giờ thì cô có thể tới làm việc được ông lâm hỏi tôi dạ bao giờ cũng được cả ngày mai có được không ông lâm gật đầu thế là qua hôm sau tôi bắt đầu đến đấy làm việc vì ở văn phòng không có phụ nữ nên tôi chẳng cần phải chú ý đến việc trang điểm nhiều lắm và cũng không sợ bị nhiều chuyện thế nhưng khi tôi đến nhận việc thì lại chẳng có công việc gì để làm cả tôi ngồi trong văn phòng ông kinh lý đối diện với ông tạ thỉnh thoảng cái nhìn của ông và của tôi tiếp xúc nhau khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng theo lời ông lâm thì hãng của ông xuất cảng hàng hóa nhưng ông không chịu nói rõ là hàng hóa gì nên tôi cũng chẳng tiện hỏi cho rõ tuy là một người ở vào tuổi trung niên nhưng ông lâm lại có vẻ không đứng đắn cho lắm có nhiều khi ông ta lấy hình khỏa thân của các cô gái ngoại quốc đưa cho tôi xem đồng thời ông ta thường nhìn lén cặp đùi của tôi luôn, do đó mà tôi bắt buộc phải đề phòng đối với ông ta. Có một buổi chiều, ông ta mời tôi đi ăn cơm tối, tôi nhận lời ông ta sợ dĩ tôi nhận lời mời của ông là vì tôi chẳng những muốn tỏ ra có hảo cảm đối với ông mà còn muốn có dịp để dò xét ông ta, xem ông là người như thế nào. Ông ta đưa tôi vào một dạ tổng hội có ánh đèn màu hồng, không khí thật hấp dẫn để mời tôi ăn cơm khi người bồi tới ông ta hỏi tôi cô dùng rượu gì tôi lắc đầu thưa tôi không biết uống rượu ồ uống chút ít thì say xiết gì cô hãy uống một ly baby sam vậy nhé tôi lắc đầu từ chối tại sao vậy tôi biết cô có thể uống được rượu mà à tôi biết rồi chắc cô sợ tôi dùng rượu để không tôi không có cái ý ấy đâu tôi vội vàng đính chính nếu không phải thế thì cô hãy uống với tôi một ly cho vui đi làm người chớ nên quá cố chấp như vậy không ăn thứ này không uống thứ kia thì cuộc đời còn gì là ý nghĩa nữa tôi suy nghĩ một lúc rồi nói vâng vậy thì tôi chỉ uống một ly thôi nếu ông mời tôi uống đến ly thứ hai thì tôi đành phải xin lỗi vậy tốt lắm chỉ uống một ly thôi ông lâm tươi cười nói rồi ông quay đầu lại bảo người bồi, anh hãy cho tôi một ly huyết kỳ tô cách lan và một ly rượu thơm nhỏ cho cô đây. Khi người bồi mang ly rượu đến đặt trước mặt tôi, ông Lâm hỏi tôi muốn ăn thứ gì. Tôi không có ý kiến, nên ông tự ý gọi một số thức ăn, sau đó, ông ta nâng ly lên và mời tôi uống. Tôi thận trọng đưa hai tay cầm ly rượu có cái chân cao mà uống thử một hớp thấy không đắng mà có mùi vị rất ngọt thơm hãy uống thêm một hớp nữa đi ông lâm nhìn tôi và mỉm cười nói thế là tôi uống đến cạn cả ly rượu ấy nhưng chỉ một lát sau thì tôi đã cảm thấy mặt mình nóng bừng lên đôi mắt của tôi đâm ra mờ đi song tôi vẫn chưa đổi say lắm tôi thấy ông lâm nhìn tôi và nở một nụ cười tôi vờ nói dối tôi đã say quá rồi xin ông hãy mau đưa tôi về nhà đi ông lâm không hề phản đối và vội vàng gọi bồi đến tính tiền khi đã ra tới bên ngoài ông ta gọi một chiếc taxi lại rồi đến nói những gì nho nhỏ với người tài xế sau đó ông ta dìu tôi lên ngồi ở phía sau tôi biết ngay là ông ta đang tiến hành một kế hoạch gì đó nhưng tôi vẫn không buồn phản ứng vội tôi làm bộ quá say gục đầu lên vai ông ta chẳng bao lâu sau xe taxi dừng lại, thì ra đó là một chiêu đại sở. Thế rồi ông ta dìu tôi vào bên trong thang máy, đưa tôi lên từng lầu thứ 14 và mở một căn phòng tại đây. Ông ta dìu tôi vào trong phòng, rồi chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu mở chiếc giúp của tôi ra với một động tác rất nhanh chóng. Tôi vội vàng chuyển mình, dán cho ông ta hai cái tác tay nảy lửa, rồi đứng dậy mở cửa phòng bỏ đi ra ngoài. Ông ta chạy theo và cất tiếng gọi: "Isa, hãy mau trở lại đi." Tôi lại càng bước nhanh hơn, chẳng buồn quan tâm đến ông ta, nếu cô không trở lại thì ngày mai cô sẽ thất nghiệp nghe chưa? Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi thật nhanh. Ngay lúc ấy, chiếc thang máy cũng vừa dừng lại tại lầu 14. Tôi mở cửa bước vào và đưa tay ấn chiếc nút điện. Lúc ông Lâm vừa đi tới thì cánh cửa thang máy đã đóng lại rồi khi đã ra đến ngoài đường tôi đứng đón taxi để về nhà chợt tôi thoáng trông thấy một bóng đi đi tới tôi định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là lão lâm lão vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và tiến nhanh đến nói isa chớ có đi hãy chờ tôi trở vào mặt y phục rồi tôi sẽ đưa isa về luôn thể tôi hung hãn xô lão ta ra hãy cút đi lão lâm nói với giọng cầu khẩn isa hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã uống quá nhiều rượu, hãy tha thứ cho tôi, tôi vẫn không buồn trả lời lão ta, mà vội quay gót bỏ đi để tránh xa lão ta ra, nhưng lão nắm lấy tay tôi mà bảo, Isa, hãy theo tôi trở vào trong ấy đi, hãy gian ra. Ông là loài cầm thú mà. Hãy gian ra đi, lão lâm nhìn tôi và mỉm cười hiểm độc, tốt lắm, có đi thì cứ đi cô đừng tưởng tôi không biết cô là người như thế nào. Tôi trừng mắt hỏi lão ta, tôi là người gì, cô là một quả phụ, tôi bất giác đứng lặng người đi và phát trung lên. Lão ta cười nhạt, tiếp, chỉ vì tôi thương hại sự cô quạng của cô mà tôi mới muốn an ủi cô phần nào. Không ngờ cô lại làm cao, ra cái điều trinh khiết lắm, câu nói của lão ta khiến tôi cảm thấy máu nóng trong người mình như sôi lên, đồng thời tôi đau khổ đến cùng cực. Tôi bỏ đi thật nhanh trong khi nước mắt tôi tuôn rơi ràn rụa xuống đôi má, có tiếng lão lâm nói với theo sau lưng, cái thân thế của cô, tôi đã điều tra biết quá rõ rồi. Cô đừng làm bộ đóng kịch là một thiếu nữ đối với tôi, vô ích lắm, tiếp theo đó, tôi nghe có tiếng lão lâm cười ha hả sau lưng, khiến tôi thật không thể ngờ lão ta lại ti tiện đến thế khi tôi về tới nhà thì cha mẹ tôi vẫn chưa ngủ thấy tôi về tới cả hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng hỏi kìa có chuyện gì xảy ra vậy tại sao con lại khóc khi về tới nhà tôi tiếp tục khóc nức nở và chạy thẳng vào trong phòng ngủ mẹ tôi chạy theo an ủi chớ có khóc nữa hoài trọng nó đang ngủ có chuyện gì xảy ra thế hãy nói cho mẹ nghe đi thế là tôi vừa khóc vừa thuật lại câu chuyện ấy cho mẹ tôi nghe khi tôi thuật xong bà nói thì ngay từ đầu mẹ đã không bằng lòng con đi làm việc rồi thế mà con lại không nghe lời mẹ mẹ chỉ lo cho con đi làm rồi lại bị bọn đàn ông nó lường gạt con lần nữa thôi cha tôi bảo thôi đừng khóc nữa con ngày mai hãy nghĩ việc đi là xong cái xã hội này là xã hội của bọn đàn ông đàn bà con gái tưởng đâu sẽ có chỗ đứng trong cái xã hội đó nhưng thật ra đâu có dễ dàng như vậy con hãy nghe lời mẹ mà tìm một người đàn ông thích hợp mà kết hôn đi là tốt nhất tôi ôm lấy đầu và khổ sở nói cha mẹ hãy ra ngoài kia đi Chương 22, qua hai hôm sau, tôi đến công ty để lãnh tiền lương thì lão Lâm không có ở đó. Một nhân viên trẻ tuổi nói với tôi, ông Lâm đã gửi tiền lương của cô cho tôi đây. Cô đã làm được nửa tháng, tính ra là 400 đồng, tôi bất mãn ra mặt, 400 đồng à. Tại sao thế? Ông ta đã cho tôi nghỉ việc kia mà, người thanh niên ấy gật đầu, rồi ra hiệu cho tôi theo anh ta ra ngoài. Tôi liền theo anh ta đi ra khỏi cửa văn phòng của ông Lâm. Anh ta hỏi tôi, 400 đồng đó cô có bằng lòng nhận không? Tôi cố chấp nói, ông Lâm đã cho tôi nghỉ việc thì ông ta phải trả cho tôi một tháng lương mới đúng. Tôi không nhận 400 đồng đó đâu, nếu cô không nhận thì tôi chỉ còn giao trả 400 đồng ấy lại cho ông ta vậy. Tuy nhiên có điều là tôi tin rằng ông ta chẳng đời nào chịu trả cho cô một tháng lương đâu tại sao thế, con người ông ta là như vậy đó. Chẳng giấu gì cô, ông ta là một thương gia không đứng đắn chút nào. Cô được trả cho 400 đồng đó là may mắn cho cô lắm rồi. Trước đây có mấy cô nữ thư ký đã, nghe anh ta nói đến đây, tôi bèn đề nghị, anh có rảnh không? Chúng ta đi uống trà nói chuyện, anh ta suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, tốt lắm, thế là chúng tôi đi xuống dưới lầu vào một quán giải khác khi đã gọi thức ăn uống xong tôi liền tò mò hỏi anh tên là chi hồ minh ông lâm là chủ của anh à không phải thế ai là chủ của anh hồ minh đáp ông chủ tôi họ thẩm cô chưa hề gặp ông ấy lần nào ông lâm chỉ thuê hai cái bàn giấy ở đây mà thôi thế ông ta làm nghề gì ông ta đã thuê bàn làm việc ở đây từ nửa năm nay nhưng tôi vẫn chưa hiểu nổi ông ta làm nghề ngỗng gì nhưng tôi được biết ông ta đang làm chủ một câu lạc bộ ở cửu long tại đó có tổ chức đánh bạc lại còn có các cô bán ba nữa khách khứa của ông ta toàn là người ngoại quốc mà thôi các cô bán ba ấy chẳng những rất trẻ đẹp mà còn biết nói cả anh ngữ nữa sao anh biết được vì tôi có quen với một trong các cô bán ba ấy cô ta tên là lộ phụ một tháng trước đây cô ta hãy còn là nữ thư ký của ông chủ tôi cô ta hận lão lâm lắm nên cô ta mới đem hết mọi chuyện bí mật ấy mà nói cho tôi nghe tôi chợt tỉnh ngộ à thì ra lão lâm chỉ giả vờ đăng báo tìm nữ thư ký nhưng thật ra chính là để quyến rũ người ta vào làm gái bán ba cho câu lạc bộ của lão có phải thế không hồ minh cười mà không trả lời đã có bao nhiêu người bị lão ta lường gạt rồi Tôi hỏi tiếp, không được biết. Nhưng kể cả cô nữa là từ nửa năm nay, lão ta đã thay đổi đến bảy, tám cô nữ thư ký rồi. Trong số đó có hai người đã bị lão ta cho thôi việc, họ có biết lão ta gài bẫy để lường gạt họ không? Hồ Minh gật đầu, rồi nhìn tôi nói, cô thông minh lắm. Lão ta tin rằng không thể lường gạt được cô nên mới khai trừ cô như thế, anh nói rất đúng. Nếu cô đã bị lão ta chiếm được rồi thì lão sẽ ép buộc cô đi làm gái bán ba cho câu lạc bộ của lão. Cô quả thật là thông minh đó, không, tôi rất ngu xuẩn thì có." Hồ Minh mỉm cười và lắc đầu, biểu lộ là không tin như thế, "Thật vậy, tôi rất ngu xuẩn." Chỉ vì tôi đã bị người ta lường gạt nhiều lần rồi, nên ngày nay tôi mới không ngoan như thế đó." Hồ Minh nhìn tôi chăm chú cô đã bị lường gạt nhiều lần rồi, vâng, Hồ Minh lại nhìn tôi đăm đăm. Cái nhìn của chàng khiến tôi không khỏi cảm thấy ngượng nên cúi đầu cố tránh đi, tôi ngồi nói chuyện với Hồ Minh dây lát, rồi nhìn vào đồng hồ, thấy đã quá muộn rồi nên tôi đòi về. Nhưng Hồ Minh lại không muốn cho tôi ra về vội. Hồ Minh đưa số tiền 400 đồng của lão Lâm gửi cho tôi rồi hỏi. Isa, đến bao giờ thì tôi có thể gặp lại cô tôi ngạc nhiên hỏi anh muốn gặp lại tôi à phải có thể nói tôi chưa thấy một người con gái nào hiền lành như cô nên tôi muốn được làm bạn cùng cô hay cô cho tôi xin địa chỉ đi nghe giọng nói của hồ minh tôi biết ngay là anh ta đã có cảm tình với tôi lắm rồi tuy nhiên tôi không muốn cho hồ minh tiến tới thêm nữa nên tôi đành nói rất tiếc rằng tôi đã kết hôn rồi mà chồng tôi thì rất khó tính nên tôi không thể cho anh địa chỉ được hồ minh sửng sốt cô đã kết hôn rồi phải tôi chẳng những đã kết hôn mà còn có con nữa hồ minh cúi đầu lộ vẻ thất vọng ra mặt thấy vậy tôi liền an ủi hồ minh tôi thiết nghĩ anh nên tìm một cô gái nào khác trẻ tuổi hơn tôi mà kết bạn là hơn hồ minh buồn bã nói nhưng tôi lại không thích các cô gái trẻ tuổi. Các cô ấy còn nông nổi lắm. Tôi chỉ thích những người đàn bà lớn tuổi hơn tôi mà thôi, lời tiết lộ của Hồ Minh làm tôi hết sức ngạc nhiên. Nhưng khi hỏi ra thì tôi chẳng còn lại gì nữa. Nguyên do là vì Hồ Minh đã mất mẹ từ khi anh ta mới lên 3 tuổi, chỉ có anh và em trai mà thôi, chứ không có chị nên anh ta mới thèm tình thương yêu của một người đàn bà lớn tuổi. Nhưng dù sao Hồ Minh cũng hãy còn trẻ quá, chỉ mới 18 tuổi thôi, còn tôi đã 20 ngoài thì làm sao có thể kết thân cùng nhau được. Vì vậy mà tôi bắt buộc phải giữ thái độ lạnh lùng để từ khước tình yêu của Hồ Minh và từ giả anh ta để ra về, sau khi lãnh xong 400 đồng ấy của lão Lâm, tôi bắt đầu thất nghiệp. Mặc dù vậy, tôi vẫn không tiếp tục đi tìm sở làm nữa vì tôi biết rằng trong cái xã hội này có rất nhiều cạm bẫy nếu không thận trọng thì rất dễ lọt vào bẫy rập của bọn đàn ông bất lương mẹ tôi không ngớt thúc giục tôi hãy tái giá nhưng tôi vẫn không sao tìm được người thích hợp với mình mẹ tôi giới thiệu cho tôi hai người đàn ông đã thôi vợ nhưng họ chẳng những không có học vấn mà còn thiếu hẳn tư cách mặc dù họ rất nhiều tiền sau đó mẹ tôi lại giới thiệu cho tôi một người đàn ông chết vợ thuộc tuổi trung niên ông ta là giáo sư tính tình trầm tĩnh rất hợp với lý tưởng của tôi nhưng ông ta lại có đến bảy đứa con mà đứa nhỏ nhất mới có tám tuổi nên tôi đâu có thể nào về làm vợ ông ta để rồi khổ với đàn con đông đảo ấy cuối cùng mẹ tôi lại giới thiệu với tôi một vị kỹ sư mà gia đình tôi rất bằng lòng nhưng ông ta lại chê tôi khi được biết tôi đã có một đứa con rồi một hôm tôi nhận được thiệp mời của tá ti mời đến một dạ tổng hội dự tiệc mừng cho tá ti vừa sinh được một đứa con trai tá ti là người bạn tốt nên tôi nhận lời dự tiệc ngay tôi nghĩ rằng lâu ngày không gặp mặt nhau đến khi gặp lại thì chắc là tôi và tá ti vui vẻ lắm nhưng tôi không ngờ khi đến dự tiệc thấy các bạn đồng học ngày xưa ai nấy cũng đã có chồng có vợ hạnh phúc bên nhau còn tôi vẫn cô đơn một mình khiến tôi càng tuổi thân và khổ tâm vô hạn giữa lúc ấy bỗng tôi nghe từ bên gian phòng cạnh đó có tiếng nói to phát ra từ trong chiếc máy vi âm xin mời quý vị nghe ca thần vũ bội trình bày bản nhạc hai tiếng vũ bội khiến tôi vừa kinh ngạc vừa có cảm tưởng như ngực mình đang bị một quả chu y bổ trúng làm tôi lùng bùng cả đôi tai. Rồi vì tính tò mò thúc đẩy, tôi liền giả vờ đi vào phòng rửa tay gần đó để có dịp tìm hiểu xem có cái gì ở phòng bên cạnh. Khi tôi đi ngang căn phòng ấy thì thấy có nhiều người đang dự yến tiệc trước linh đình và phía trước cửa phòng có tấm bảng đề mấy chữ. Trại tiểu thơ yến khách, trại tiểu thở tôi nhìn tấm bảng lom lom và lẩm bẩm một mình, chợt bên tai tôi có tiếng người hỏi. Cô là khách của trại Tiểu Thơ Chăng? Tôi quay đầu lại thì nhận ra đó là một anh bồi. Tôi gượng cười và vội bỏ đi, nhưng bỗng nhiên, tôi dừng chân lại và hỏi anh ta, "Có phải trại Tiểu Thơ đây là anh bồi nói ngay, "Cô không biết sao?" Cô ta chính là trại Kim Liên đã từng xuất hiện trên vô tuyến truyền hình trước đây đó, tôi gật đầu và hỏi tiếp, "Còn người đang hát kia có phải là gã ca sĩ tạp chủng Vũ Bồi không?" Đúng thế anh ta đã cùng trại kim liên cặp với nhau từ lâu rồi trại kim liên đã nuôi anh ta và sống chung với nhau tại tầng lầu thứ sáu của tòa nhà này hôm nay là sinh nhật của cô ta đó anh bồi còn toan nói thêm nữa nhưng tôi chẳng còn tinh thần đâu để nghe anh ta nói thêm nữa tôi bỏ đi thẳng vào trong phòng rửa tay lấy khăn mù xoa ra chậm những giọt nước mắt vừa trào ra vì quá phẫn hận vũ bội và cũng vì quá tuổi thân sau đó, tôi trở lại bàn và cáo từ tá ti để ra về, tá ti ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Sao bỗng nhiên Isa lại đòi về, tôi nói dối, vì trong người tôi không được khỏe, tá ti nhìn tôi đăm đăm và nói, bạn. Hình như bạn có bệnh. Hình như bạn vừa khóc, xin lỗi tá ti nhé, tôi phải đi đây, tiếp theo đó, tôi đưa tay vẫy chào các bạn đồng học. Rồi hấp tấp bỏ đi ra khỏi dạ tổng hội. Chẳng khác nào một con thú bị thương khi tôi vừa từ bên trong ra đến ngoài đường thì chợt trông thấy có một bóng người đang đuổi theo tôi tôi quay nhìn lại thì nhận ra đó là vũ bội hắn mặc một chiếc áo màu đỏ có viền đen và chặn đường tôi lại tôi quát to anh muốn gì đồ vô lại vũ bội chẳng nói gì hắn nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên đưa hai tay ra ôm chậm lấy tôi và hôn như mưa bất vào mặt tôi tôi cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không sao thoát khỏi tay hắn vì vậy mà tôi giả vờ khuất phục hắn để mặc cho hắn hôn tôi nhưng sau đó tôi âm thầm đưa tay trái tháo được chiếc giày dưới chân ra rồi tôi giơ cao chiếc giày lên mà bổ liên tiếp mấy cái súng đỉnh đầu hắn ta ái ui Vũ bội kêu hoáng lên và đành buông tôi ra để đưa hai tay lên ông lấy đầu, thế là tôi thừa cơ hội ấy mà lập tức bỏ chạy đi ngay. Nhưng, một chiếc xe hơi bất chợt trở tới bên cạnh tôi và tiếng thắng rít lên nghe rợn cả người. Tôi hốt hoảng, vội vàng nhảy lui ra sau mấy bước để tránh chiếc xe ấy. Ngay lúc đó, bỗng vũ bội từ trên xe nhảy xuống và tiến đến bên tôi, thì ra hắn đã gọi chiếc xe taxi ấy để đuổi theo tôi, chợt phát giác ra điều ấy, tôi liền bỏ chạy đi ngạ nhưng hắn thò tay vào trong túi áo. Lấy ra một con dao và bấm tách một tiếng, lưỡi dao sáng giới bật ra. Tôi kinh hãi la lên, anh định giết tôi phải không? Hắn lắc đầu, dí sát lưỡi dao vào người tôi và lạnh lùng thốt. Không, anh chỉ cần y sa đừng trốn tránh anh, thế thôi, nhưng anh còn muốn gì nữa chứ? anh đã lường gạt tôi bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao, giữa lúc ấy, bỗng có một cảnh sát viên đi tới phía chúng tôi. Vũ bội sợ tôi la lên, nên dí sát mũi dao vào người tôi và ra lệnh, nếu cô la thì tôi sẽ đâm cô chết lập tức, khi viên cảnh sát đi đến gần, tôi đánh bạo nói, thưa ông, nhưng ngay lúc ấy, vũ bội lại dí mạnh mũi dao vào lưng tôi, nên tôi chẳng dám nói gì thêm nữa. Viên cảnh sát ngạc nhiên dừng chân hỏi, cô có điều chi, tôi quýnh quá, chẳng biết phải nói sao thì vũ bội đã nhanh nhẹn lên tiếng. Thưa ông, chúng tôi muốn hỏi thăm đã mấy giờ rồi ạ, à? đã 11 giờ đúng, cảm ơn ông, nói xong, vũ bội liền lôi tôi đi thẳng về phía trước. Khi đã đến đầu đường, hắn giận dữ hỏi tôi, y sa, bộ cô muốn bán đứng cho cảnh sát phải không, thế anh định bắt cóc tôi à, không? anh chỉ muốn nói chuyện với em thế thôi tôi đứng lặng thinh cúi gầm mặt xuống đất vũ bồi nói tiếp isa anh biết rằng em vẫn còn hận anh lắm nhưng anh yêu cầu em hãy tạm thời đình chỉ sự oán hận để nghe anh nói hết câu chuyện này sau đó rồi em có oán hận anh nữa thì hận tôi vẫn đứng bất động chẳng nói năng gì isa anh muốn giải thích cho em hiểu rõ vì sao anh thất hứa với em trong cái hôm lên phi trường. Nguyên do là vì, trước khi lên đường, anh đã đến một câu lạc bộ của tư nhân mà dùng số tiền của em để đánh bạc. Chẳng may anh đã thua hết tất cả số tiền lẫn tư trang của em, tôi phẫn quốc nói, nhưng anh có hề mua vé phi cơ đi vọng các đâu, em nói rất đúng anh đã thua hết tiền nên anh lấy gì mà mua vé phi cỡ nhưng vì sao anh đã đánh bạc? Nguyên nhân cũng chỉ vì tương lai của chúng ta anh biết rằng sau khi đến vọng các mà không có tiền thì khó sống nổi. Chẳng ngờ anh lại thua hết số tiền đó. Cái lý do ấy nghe khá xung tai đấy, nhưng đó là sự thật, dù là thật đi nữa, tôi cũng chẳng hề tin anh nữa đâu, nói xong, tôi chuyển mình định bỏ đi. Vũ bội nói theo, anh còn một điều này muốn nói với em, điều gì? Anh còn muốn rủ tôi theo anh đến chân trời góc biển nào nữa? Xin lỗi anh, tôi chẳng còn có tiền bạc để đưa cho anh lường gạt nữa đâu, em, sao em lại cho rằng anh đã lường gạt tiền của em? Câu nói đó thật là quá đáng. Tôi chỉ hừ một tiếng mà chẳng nói gì, anh tin rằng tình trạng về tiền bạc của em hiện tại không được đầy đủ cho lắm vậy em có cần anh giúp đỡ không? Tôi lạnh lùng buông thỏng, cảm ơn anh. Nhưng anh sẽ giúp tôi được gì? Anh sẽ giới thiệu em đi làm tại một quán rượu, tôi trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ đầy phẫn nộ, anh xin em chớ nên giận anh làm gì. Đó là một cái ba rất đứng đắn. Toàn là khách sang trọng mà thôi, anh nói hết chưa, hết rồi. Vậy em nghĩ sao, tôi cảm thấy cơn tức giận như bừng cháy trong lòng. Tôi quát mắt nhìn hắn chồng chọc, ngay lúc ấy, bỗng hắn đưa tay lên vuốt mặt mình, nhân dịp đó tôi nhìn thấy rõ trên tay hắn đang đeo một chiếc đồng hồ vàng, trong nhất thời. Cơn phẫn hận trong lòng tôi như bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thế là thuận tay, tôi cầm chiếc sắt đập liên tiếp bốn, nằm cái vào mặt hắn, cho đến khi cơn tức giận trong lòng đã dịu xuống tôi mới dừng tay, rồi bỏ đi ngay, tôi nghe có tiếng hắn nói với theo, đến khi nào em không còn hận anh nữa, em có thể tùy thời mà đi tìm anh, em có nghe không, tôi thật không thể ngờ vũ bội vô liêm sĩ đến như thế. Hắn không phải là con người, mà là ma quỷ. Thật đáng ghê tởm, khi tôi về đến nhà, mẹ và cha tôi thấy thần sắc tôi buồn rầu ủ rũ thì ngạc nhiên hỏi tại sao. Nhưng tôi chỉ trả lời vắng tắt là không có gì cả, rồi bỏ đi vào phòng, nằm khóc một mình. Tôi tin rằng con người bất lương, khốn nạn như vũ bội thế nào rồi cũng sẽ có ngày bị báo ứng chứ chẳng không. Qua mấy hôm sau, tôi ở nhà có vẻ buồn quá, nên cha tôi đề nghị cả nhà đi xem phim vào suốt 9 giờ rưỡi. Tôi hỏi mẹ tôi có đi không thì bà trả lời, tôi chẳng đi đâu. Tối nay tôi phải đến nhà bà Triệu đánh mạc trượt, vậy hai cha con ông hãy đi đi, cha tôi nói, sao bà đi đánh mạc trượt hoài vậy? mẹ tôi lạnh lùng đáp, thì ông cho tôi tiền không đủ chi dụng trong nhà, nên tôi phải đi đánh mặt trượt, hy vọng ăn được chút tí tiền để đem về nhà xây xài chứ sao, cha tôi thở dài mà chẳng nói gì. Mẹ tôi lại nói tiếp, ai bảo ông khi có tiền thì chẳng chịu trở về, đợi đến khi hết sạch thì mới chịu quay về, tôi trách mẹ tôi, mẹ, sao mẹ lại nói thế? Cha đã lớn tuổi rồi, mẹ chớ nên nói với cha như vậy, mẹ tôi càng tức giận nói cái nhà này chẳng khác nào một cơ quan cứu tế hễ người nào cùng khổ rồi thì mới quay về đây nghe mẹ tôi nói câu ấy tôi cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng tôi biết ngay là bà nói câu đó muốn ám chỉ cả tôi nữa nhưng tôi không hề oán trách mẹ tôi làm gì tôi đã sống hai mươi mấy năm đều nhờ vào tay mẹ tôi giờ tôi lại còn có thêm một đứa con nữa thì lẽ đương nhiên là mẹ tôi chẳng buồn bực sao được, nhất là từ ngày cha tôi về đây, tánh tình của mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước kia bà có như thế này đâu. Hiện tại, mỗi chút là mẹ tôi mỗi cấu tiết lên, đó cũng chẳng qua là vì hoàn cảnh sống đã làm cho bà thay đổi tánh tình như vậy trước những sự cầu nhau của mẹ tôi, cha tôi chẳng hề phản ứng, chỉ trầm mặt và chẳng nói một lời. Sau đó, cha tôi lại lén đi uống rượu. Tôi khuyên ông chớ nên tiếp tục uống nữa, vì bác sĩ đã cho biết ông bị chứng áp huyết cao, nhưng ông chẳng hề nghe tôi. Tuy vậy, tôi cũng không dám trách ông, vì tôi biết rằng nếu ông không uống rượu thì tinh thần ông rất thống khổ. Chỉ có rượu mới giúp ông quên được phần nào cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Có một buổi tối nọ, mẹ tôi đi đánh mặt trượt, cha tôi lại uống một lít rượu rồi cùng tôi và bé Hoài Trọng đi xem suốt phim 9 giờ rưỡi tối, phim hôm ấy rất hay, sau khi vãn hát, chúng tôi cười nói không ngớt và cùng nhau đến trạm xe buýt để đón xe về nhà. Cha tôi nói, cha vốn không thích xem phim, nhưng vì thấy tâm tình của con không được vui nên cha mới cùng đi với con vậy. Giờ đây thấy con đã tươi cười, cha mừng lắm, cha chỉ sợ thấy con ủ rũ suốt ngày mà thôi tôi tươi cười dìu cha tôi bước lên xe buýt. Vì lúc bấy giờ đang vãn hát nên người ta đi xe rất đông, phải chen lấn nhau mà lên xe. Cha tôi vốn già yếu nên bị người ta chen lấn ngã dưới đất. Tôi hốt hoảng vội đỡ ông dậy, nhưng ông vẫn nằm bất động trên lề đường, tôi kinh hãi, la hét ông sầm, nhưng thiên hạ chẳng ai buồn để ý đến cha tôi cả. Bé hoài trọng cũng khiếp đảm, bấu chặt lấy vai tôi và khóc thét lên mẹ mẹ ơi nhưng thiên hạ vẫn chen nhau leo lên xe chẳng một ai buồn giúp đỡ gì cha tôi cả sau đó xe buýt chạy đi tôi lớn tiếng gọi cha ơi nhưng cha tôi vẫn không một phản ứng nào chợt có một cảnh sát viên đi tới hỏi tôi có chuyện gì vậy tôi vừa khóc vừa trả lời cha tôi đã bị người ta chen lấn đến té và đang hôn mê bất tỉnh thế là người cảnh sát viên ấy vội vàng chạy đi gọi điện thoại cho xe cứu thương đến chở cha tôi vào bệnh viện khi đã vào đến nơi bác sĩ nói với tôi chớ nên cho ông ấy uống rượu vì áp huyết ông ấy quá cao giờ đây ông ấy đã hôn mê bất tỉnh thì nhất thiết sự cứu chữa đều không thể nào tiến hành được nữa tôi cảm thấy lo sợ vô cùng và đứng lặng người đi một lúc sau, tôi mới hỏi được, như vậy thì đến bao giờ cha tôi mới tỉnh lại, vị bác sĩ nhún vai và mỉm cười nói, tôi cũng không làm sao mà biết được. Nếu may ra thì ông ấy chỉ hôn mê chừng hai ba hôm. Còn nếu không may thì ông ấy có thể hôn mê đến cả tháng, cả năm cũng không chừng, tôi tuyệt vọng, cúi đầu và hòa khóc, mà quả thật là bất hạnh, qua một hôm, cha tôi vẫn chưa tỉnh lại. Qua một tuần sau, cha tôi cũng vẫn chưa tỉnh, và đến tháng sau, cha tôi cũng hãy còn hôn mê bất tỉnh, cho đến ngày thứ 33 thì đột nhiên, một kỳ tích xảy đến, cha tôi đã tỉnh lại. Tứ chi của ông đã có thể cử động, nhưng ông lại mất hết tri giác, trở thành người nửa sống nửa chết, sự tỉnh lại của cha tôi đau đớn thay, khiến chúng tôi chẳng vui mừng chút nào. Trái lại, lòng tôi càng âu lo và khổ sở vô hạn vì tiền nhà thương, tiền khám bệnh cho cha tôi đã lên quá cao, đến mấy tháng sau thì bao nhiêu tiền dành dụng trong nhà đều đã hết sạch. Đồng thời, bao nhiêu tư trang của mẹ tôi cũng đã bán không còn gì nữa, để tiết kiệm bớt chi phí, chúng tôi bắt buộc phải dọn nhà đến một căn phòng chật hẹp hơn, chỉ vào khoảng 10 ít 10 mét vuông để ở đó, chính vì trước kia ở nơi rộng rãi, ngày nay phải sống nơi quá chật chội như vậy nên mẹ tôi càng hay cau có bực dọc và gây gỗ với tôi luôn bà trách tôi nếu mày không dẫn ông ấy đi xem phim thì đâu đến nỗi xảy ra cớ sự tôi cãi lại nếu mẹ đối xử với cha dịu dàng tử tế hơn thì cha đâu đến nỗi phải uống rượu để tránh đi những nỗi buồn bực do mẹ gây ra mẹ tôi làm thinh nhưng bực dọc bỏ đi đánh mặt chượt vì tâm tình mẹ tôi không được vui nên mỗi lần đi đánh bạc bị thua bà về nhà hết mắng chửi tôi lại đánh bé hoài trọng như điên mặc dù vậy tôi vẫn không dám trách bà mà chỉ biết ngậm miệng làm thinh tráng chịu đựng cái hoàn cảnh ấy lý do là vì trong quá khứ tôi là một đứa con gái hư hỏng đã ăn cắp tiền bà lại còn làm cho bà khổ tâm không ít thế mà bà vẫn sẵn sàng tha thứ cho tôi quả thật chẳng có người mẹ nào nhân từ đối với con cái như thế có điều là nếu tình thế này kéo dài thì tôi đành phải đi tìm sở làm để giúp đỡ gia đình vậy. Chương 23, nhưng nghĩ đến chuyện đi làm, tôi không khỏi cảm thấy lòng mình đau khổ vô cùng. Theo sự thông thường thì đi làm thư ký nếu kiếm nhiều lắm cũng chỉ độ mấy trăm đồng một tháng mà thôi. Nhưng với mấy trăm đồng đó làm sao đủ được, chưa nói đến sự sống của cả ba miệng ăn trong gia đình, nội tiền y dược phí của cha tôi không cũng đã không dưới hai ngàn bạc rồi. Hai ngàn bạc? Tôi làm sao có đủ năng lực để kiếm hàng tháng số tiền quá to tác ấy, do đó, tôi mới nghĩ việc đi làm vũ nữ. Nhưng tôi lại lắc đầu, tự phản đối ngay, không ta không thể đi làm vũ nữ được dù sao ta cũng là một thiên kim tiểu thơ ta lại còn tốt nghiệp ở trường anh văn nữa thì ta đâu thể đi làm cái nghề lắm nhục nhã ấy được tôi suy nghĩ rất nhiều lần và cuối cùng tôi lại tự nhủ à hay là ta đi bán ba bán ba tương đối đỡ khổ hơn chỉ cần tiếp đãi khách uống rượu với khách để kiếm tiền thì còn có thể giữ gìn tấm thân của mình trong sạch được rồi tôi lại nhớ đến những lời nói của hồ minh trước đây theo lời anh ta tiết lộ thì lão lâm có một câu lạc bộ tại cửu long vậy thì tại sao tôi lại không biết nhờ đến lão ta nghĩ vậy tôi liền gọi điện thoại cho lão lâm và hẹn lão ta đi uống trà nghe tôi hẹn như thế lão lâm hết sức kinh ngạc lão im lặng một lát rất lâu mới nhận lời tôi khi đã gặp tôi tại quán trà lão bèn hỏi tôi cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì vậy cô hãy nói liền cho tôi nghe đi tôi nói ngay tôi muốn nhờ anh giới thiệu cho tôi đi làm tại câu lạc bộ của ông lão lâm sửng sốt nhìn tôi cô cô làm sao lại biết được tôi mỉm cười ngắt ngang tôi không thể nói cho ông nghe đâu lão lâm cười hỏi lại cô không có ý đùa với tôi chứ dĩ nhiên là không rồi tôi đang cần tiền nên tôi muốn được đi làm Lão Lâm cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói, quả thật là hiện tại câu lạc bộ của tôi rất cần người. Các cô bán ba ở đó có toàn quyền tự do, hãy kiếm được bao nhiêu thì chia ba bảy. Nếu như thủ đoạn của cô cao cường, thì cô kiếm được bao nhiêu ở bên ngoài câu lạc bộ, đó là tiền riêng của cô, chúng tôi không cần biết đến, lão lâm tiếp, làm người chớ nên cố chấp. Theo như tôi thấy, người trẻ đẹp lại biết nói anh ngữ như cô thì chỉ trong vòng một năm cô có thể kiếm cả trăm ngàn đồng dễ như chơi chẳng giấu gì cô có một cô làm cho chúng tôi đến ngày nay đã có thừa tiền để tậu nhà cửa mà còn sắm đến hai chiếc xe hơi rất lộng lẫy vậy thì đến chừng nào tôi có thể đi làm được theo nguyên tắc thì ngày mai này cô có thể đi làm được rồi nhưng tôi cũng cần phải hỏi qua ý kiến của cai gà đã tôi ngạc nhiên hỏi ủa còn hỏi ý kiến của cai gà nữa sao phải đó là cô gái một cô gái đúng thế ai vậy không thể nói ra cho cô biết trước được tôi nghiêm nét mặt nói với lão ta ông lâm tôi muốn mượn trước một số tiền vậy có được không chuyện đó chẳng thành vấn đề nhưng cô cần độ bao nhiêu hai ngàn đồng ít hơn có được không cha tôi đang nằm bệnh viện và rất cần tiền nếu không thì tôi chẳng đi tìm ông làm chi. Vả lại tôi cũng cần có tiền để may y phục đi làm. Ông Lâm gật đầu, nếu cho cô mượn 800 hay 1 ngàn thì chẳng thành vấn đề. Nhưng ngặt cái là cô đòi mượn tới 2 ngàn đồng thì xin cô thông cảm ở chỗ tôi không thể trả lời cô liền được, vì tôi còn cần phải hỏi lại ý kiến cô cai gà đã, tôi vẫn này, tôi xin ông hãy nói lại với cô ấy dùng đến chừng nào thì tôi có thể gặp cô ấy được tối mai cô hãy đến câu lạc bộ của chúng tôi nhé vừa nói lão vừa đưa tấm danh thiếp cho tôi tôi gật đầu rồi cất tấm danh thiếp vào trong sắt tay sau đó chúng tôi rời khỏi quán qua hôm sau tôi gọi taxi đi đến câu lạc bộ ấy và bấm chung gọi cửa một lát sau có một cô gái đi ra tôi toan lên tiếng nói thì lão lâm cũng vừa tới lão vẫy tay gọi tôi đi vào theo lão và mời tôi ngồi tại phòng khách. Sau đó lão bỏ đi một lát thì trở lại nói. Cô theo tôi vào trong này. Cô chủ mới vừa về tới, tôi đứng dậy và nối gót theo lão lâm vào một gian phòng trọ. Tại đây có một người đàn bà thuộc tuổi trung niên đang ngồi nơi bàn. Tôi nhìn kỹ người đàn bà ấy và bất giác giật mình, kinh ngạc đến tột độ. Thì ra, người đàn bà mà lão Lâm gọi là cô Cai Gà và cũng là cô chủ câu lạc bộ ấy không ai khác hơn là trại Kim Liên. Lão Lâm giới thiệu tôi với trại Kim Liên rồi rút lui ra ngoài. Trại Kim Liên hỏi thăm tôi một vài câu chuyện, rồi hỏi, tối mai cô có thể trở lại làm việc được không? Tôi nghĩ chẳng có gì trở ngại cả. Trại Kim Liên lại hỏi, cô muốn mượn trước 2.000 đồng, phải không? Vâng, trại Kim Liên mở học tủ lấy bốn tờ giấy năm trăm đồng. Sau đó, cô ta đưa ra một tờ giấy trắng để tôi ghi vào đó là có mượn trước của cô ta hai ngàn đồng. Tôi làm theo lời yêu cầu của cô ta, rồi đứng dậy, từ giả cô ta ra về. Nhưng khi tôi sắp sửa bước ra cửa thì đột nhiên từ bên ngoài có một người đàn ông bước vào. Tôi ngước nhìn y thì bất giác giật mình và ngạc nhiên không ít nguyên lại người đàn ông ấy chính là vũ bội vũ bội đưa mắt nhìn tôi và hé nở một nụ cười y sa cuối cùng rồi em cũng đến đây làm phải vậy không tôi đứng lặng người đi vì không biết phải trả lời sao thì ra lời anh bồi ở nhà hàng hôm nọ đã nói đúng trại kim liên đã nuôi vũ bội để hắn làm tình nhân của cô ta tôi cũng không buồn trả lời vũ bội mà chỉ cúi mặt bước ra bên ngoài rồi khép cánh cửa phòng lại khi ngồi trên chiếc tàu để qua sông trở về nhà, tôi nghĩ đến số tiền 2.000 đồng trong sắc tay mà không khỏi bùi ngùi. Tuy số tiền ấy to thật, nhưng nếu tôi phải trả tiền nhà, tiền bệnh viện cho cha tôi thì chỉ còn lại độ vài chục đồng thôi. Nghĩ đến điều ấy, lòng tôi càng khổ não lo buồn, khi tôi về tới nhà thì thấy Hoài Trọng đang khóc ở trong phòng, còn mẹ tôi đang quắc mắt nhìn nó lom lom, đầy vẻ giận dữ. Tôi biết ngay là Hoài Trọng đang bị mẹ tôi đánh nên lòng tôi càng buồn vô hạn. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng mẹ tôi đã đi đánh mạc trực bị thua, nên về nhà mới đánh đập Hoài Trọng như thế. Nếu trong lúc này tôi thốt ra mấy lời an ủi Hoài Trọng thì thế nào mẹ tôi cũng nổi sùng lên, mắng chửi cả tôi nữa, thế nên tôi chỉ lạnh lùng nhìn Hoài Trọng rồi dây sang nói với mẹ tôi, ngày mai này con phải đi làm việc rồi mẹ ở nhà coi sóc giùm hoài trọng được không mẹ tôi trố mắt nhìn tôi rồi hỏi mày sắp đi làm rồi hả nhưng làm việc gì con làm việc tại quán rượu tại quán rượu nhưng sao mày lại đi làm như thế được con cũng không muốn thế nhưng chúng ta quá cần tiền thì biết làm sao hơn mẹ tôi lặng thinh nhưng hai tay bà run rẩy chứng tỏ bà ta đang tức giận lắm tôi trầm giọng nói tiếp chúng ta sống cực khổ đến thế nào chúng ta cũng vẫn chịu đựng được chúng ta ở trong một ngôi nhà chật hẹp ăn mì gói trừ cơm cũng chẳng sao nhưng còn chứng bệnh của cha chúng ta không thể nào không kiếm tiền để lo chạy chữa cho cha được mẹ tôi nói với giọng oán trách nhưng chứng bệnh của cha mày đã vô vọng rồi chỉ có chết đi là tốt nhất cứ nửa sống nửa chết như vậy để làm khổ lụy quá nhiều cho chúng ta mẹ con xin mẹ chớ nên nói như thế hừ mày tốt đối với cha mày thật cha mày ra đi từ khi mày còn nhỏ chẳng hề lo lắng gì cho mày hết vậy mà bây giờ mày đối xử tốt với ổng như vậy thì lạ thật chẳng có gì lạ hết ông là cha của con thế còn tao là gì của mày mẹ là mẹ của con nhưng bệnh trạng của cha mày vô phương cứu chữa Hiện tại gia đình mình khốn khổ như thế này cũng là vì chứng bệnh của ông ấy. Mẹ, con xin mẹ chớ nên nói như thế nữa. Mẹ chớ nên nghĩ đến hiện tại, hãy nghĩ đến quá khứ là hơn. Trong quá khứ, mẹ con mình sống an nhàn sung sướng là nhờ ai? Có phải nhờ đồng tiền của cha từ bên Pháp gửi về không? À, tao cho mày đi ăn học để rồi giờ này mày dạy tao, phải không? Không con chỉ muốn cho mẹ hiểu thế thôi từ thì mày phải mày có lý con mẹ mày sai mẹ mày nói hoàn toàn sai mẹ tôi nói xong câu đó thì quay bỏ đi bầu không khí trong nhà thật là buồn thảm nặng nề tôi mở chiếc sắt tay lấy ngàn rưỡi đồng đưa cho mẹ tôi còn giữ lại năm trăm đồng để may sắm y phục thấy ba tờ giấy năm trăm mẹ tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi đăm đăm Tôi bên giải thích, đây là tiền con mượn trước ở quán rượu. Mẹ hãy lấy số tiền này mà trả tiền nhà và tiền bệnh viện cho cha. Mẹ tôi cầm lấy số tiền ấy và gương mặt bà bắt đầu lộ nét vui đôi chút. Bà bảo tôi, sự tình thế đã như thế này thì tao chẳng còn biết nói sao hơn nữa. Có điều là tao hy vọng mày sẽ liệu mà giữ gìn, đừng có phóng đảng mà mang tiếng mang tâm và trước lấy cái lụy vào thân, vâng con biết lắm tao sẽ coi sóc thằng hoài trọng cho mày hãy yên tâm tôi ôm lấy mẹ tôi hôn một cái lên mặt bà và nói qua tiếng khóc mẹ chuyện đã như thế này con xin mẹ chớ nên nói cho một ai biết cả đương nhiên rồi đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được tôi nghĩ đến ngày mai đây cuộc đời của tôi sẽ bắt đầu rẽ sang một khúc quanh khác mà không khỏi rơi nước mắt vì đau khổ chẳng hiểu rồi đây tôi sẽ ra sao với cuộc sống mới này qua tối hôm sau tôi hết sức đau đớn và xấu hổ khi ngồi trên xe taxi đi đến câu lạc bộ ấy lúc từ trên xe bước xuống tôi nhìn quanh quất vì sợ gặp phải bạn bè quen thân thì chẳng biết phải trả lời họ ra sao về việc tôi đặt chân đến chốn này khi tôi vào đến cửa câu lạc bộ thì lão lâm tiến lại nói với tôi y phục của cô xưa quá cô hãy vào phòng trang phục chọn lấy một kiểu y phục mới mà thay đổi đi. Tôi cười gượng nói, vì thời gian cấp bách quá nên tôi thay đồ không kịp, lão Lâm dẫn tôi vào phòng trang phục, nơi đây một cô người làm chọn cho tôi một kiểu y phục rất là hở hang, dìm dúa để tôi mặc vào, đến đổi tôi không dám nhìn vào kính nữa, trong khi cô người làm trang điểm cho tôi, có ba cô gái cũng vào căn phòng ấy để thay đổi y phục. Thấy tôi cả ba cô đều nhìn tôi lâm lâm. Sau đó họ vừa thay đổi y phục vừa chuyện trò thô tục, cười đùa như phá. Trong số ba cô gái ấy, có một cô tôi nhớ quen quen. Thì ra đó là cô nữ ca sĩ đã từng đi hát chung với Vũ Bội trước kia, tôi hiểu ngay là Vũ Bội đã đưa cô ta vào con đường này chứ không ai khác cả, tôi trang điểm xong thì lão Lâm dẫn tôi ra phòng khách. Tại đây, hàng chục đôi mắt đều đổ dồn vào tôi. Khiến tôi ngượng đến chín người, một gã ngoại quốc đứng dậy, đến mời tôi ngồi uống với gã. Tôi gật đầu mỉm cười. Khi ngồi vào bàn, tôi gọi một ly mặt ti nị gã ngoại quốc ngồi sát vào người tôi và đôi tay gã sờ soạn lung tung khắp mình tôi, khiến tôi cố tránh né mãi. Một lát sau, gã mời tôi nhảy, tôi đồng ý ngã bản đầu tiên tuy là bản tango nhưng gã vẫn ông cứng người tôi và cò sát đủ điều. Tiếp đến là bản gào gô. Gã đã ngà ngà say, nên nhảy loạn lên, làm trò cười cho bao nhiêu người có mặt nơi ấy. Nhưng chưa hết, sau đó hắn lại tục cả quần ra mà múa mây quay cuồng, khiến tôi ngượng đến chết được, trong khi mọi người đều vỗ tay, cười như điên, thấy gã quá say, gần như chẳng còn biết gì nữa, một người đàn bà dìu gã ra về người đàn bà ấy không ai khác hơn là vợ gã thế là sau đó tôi được khách mời uống không ngớt hết người này mời lại đến người khác mời nhưng sau ly rượu đầu tiên tôi không dám uống rượu nữa mà chỉ uống toàn nước ngọt thôi đến khuya đêm ấy lão lâm đã đích thân lái xe đưa tôi về nhà theo lời lão cho biết thì trại kim liên rất hài lòng khi thấy tôi đắt khách như thế lời tiết lộ của lão khiến tôi càng khổ tâm vô hạn nếu tôi làm cho trại kim liên thật sự hài lòng thì có lẽ tấm thân của tôi chẳng còn gì nữa đêm hôm ấy tôi về tới nhà thì đã ba giờ khuya nhưng mẹ tôi vẫn chưa ngủ tôi hỏi bà tại sao thì bà cho biết vì bé hoài trọng ở nhà cứ không ngớt khóc lóc đòi mẹ bà dỗ mãi không được cho đến khi nó quá mệt mới chịu nằm ngủ Do đó bà hãy còn thức cho đến giờ ấy, bà còn mách với tôi rằng bé hoài trọng đã khóc ông xong. Khiến cho những người cư ngụ chung quanh không sao ngủ được, nên họ đã biểu lộ sự bất mãn ra mặt. Vì vậy mà bà thấy cần phải dọn đi nơi khác là hơn, tôi khổ tâm vô cùng, nhưng chẳng biết phải tính sao, từ ngày tôi đi bán ba, tôi thấy rõ những người ngủ ở chung quanh đều xâm xì bàn tán và nhìn tôi với cặp mắt đầy khinh khi, sự thể đã như thế rồi thì tôi không thể nào tiếp tục ở lại nơi ấy được nữa. Thế là ba tháng sau, tôi dọn nhà đến ngủ tại một tầng lầu ở Tim sa chủy với giá 600 đồng một tháng. Vì tiền thuê rất cao như vậy nên chỗ ở mới này rất rộng rãi và không còn phải chung đụng với ai nữa, khỏi sợ bị thiên hạ dèm pha, dị nghị. Tuy nhiên, vì tiền phòng cao như thế thì tôi bắt buộc phải kiếm tiền thật nhiều mới đủ tiêu dùng được. Do đó mà tôi đã biến đổi tác phong của mình đi. Trở thành một cô gái bán ba thật lả lơi, phóng đảng để câu khách càng nhiều càng tốt. Quả nhiên, tôi càng phóng đảng bao nhiêu thì càng có nhiều khách và kiếm nhiều tiền bấy nhiêu. Đến độ các chị em đồng sự dàn dàn ghét bỏ, xa lánh tôi chỉ vì họ đố kỵ, ganh tị với tôi trước kia tôi không có tiền thì hết sức khổ sở về phương tiện vật chất ngày nay tôi có nhiều tiền thì lại khổ về phương diện tinh thần và mất hết cả bạn bè nhưng hoàn cảnh của tôi bắt buộc tôi phải đi sâu vào con đường tội lỗi nhớp nhơ như thế chứ thật ra lòng tôi nào có muốn đâu nhiều lúc nghĩ tới tương lai mà tôi không khỏi giật mình sợ hãi tôi cũng phát giác ra rằng đồng tiền và hạnh phúc chẳng bao giờ đi đôi với nhau cả được cái này thì phải mất cái nọ đó là luật bù trừ không tránh được có một hôm tôi đang ngồi uống rượu với một người khách ngoại quốc thì anh bồi đến cho biết có một thanh niên trung hoa muốn mời tôi đến ngồi bàn với anh ta tôi rất lấy làm lạ vì từ nay tại câu lạc bộ này không có người khách trung hoa nào đến cả tôi nhìn về hướng anh bồi chỉ thì thấy bóng một thanh niên đang ngồi khuất trong góc tối nên không nhìn rõ mặt anh ta một lát sau tôi mới từ giả người khách ngoại quốc để đến với thanh niên ấy, nhưng khi vừa chạm mặt anh ta, tôi không khỏi bằng hoàng sửng sốt, vì đó chính là Hồ Minh. Tôi ngạc nhiên hỏi chàng, Hồ Minh, sao hôm nay anh lại đến đây? Anh muốn tìm lộ phu chăng? Không, tôi muốn gặp Y Sa, chứ không phải tìm lộ phu, anh, tìm tôi. Nhưng anh chớ nên đến nơi này. Anh hãy đi về nhà đi, tại sao vậy, vì nơi này không tiếp khách bản xứ, nhưng tôi có tiền, không, anh không có tiền. Mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu chứ? Ở đây một ly tới 8 đồng 8. Anh có biết không, Hồ Minh cười nhạt, chỉ có 8 đồng 8 thôi à. Trong túi tôi có đến 800 đây, vừa nói Hồ Minh vừa cho tay vào trong túi áo lấy ra một tờ giấy 500 và ba tờ giấy 100 dặn lên mặt bạn, rồi gằn giọng tiếp tôi có tiền đây, cô đã nhìn thấy chưa, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại đến đây, tại sao à? Tôi đem tiền đến đây để mua tình yêu của cô đấy. Cô hãy uống rượu với tôi đi. Cô hãy tỏ ra nhiệt tình với và phóng đảng với tôi y như cô đã từng đối xử với những người khách khác đi. Tôi ngồi chết lặng người và lắc đầu một cách đau khổ. Hồ Minh cay đắng nói tiếp. Nào, cô hãy hôn tôi đi. Tại sao lại chẳng hôn tôi? tôi có tiền đây mà anh hãy về đi hồ minh giận dữ quát cô khi tôi phải không cô khi tôi phải không tôi dây sang bảo nhỏ anh bồi anh hãy đưa cậu ta ra ngoài không cho cậu ta vào đây nữa anh bồi vâng lời tiến tới nắm lấy cánh tay hồ minh mà bẻ quặp ra sau rồi đẩy chàng đi ra khỏi cửa thưa cô tôi đã tống cổ hắn ra ngoài rồi anh bồi trở vào báo cáo tốt lắm lần sau Chớ có để hắn vào đây nữa, nghe không, vâng, khi đã mãn giờ làm việc, tôi quá gian xe hơi của một ông khách để về nhà. Nhưng khi xe hơi sắp sửa chạy đi thì đột nhiên, một bóng đen chận đầu xe lại. Tôi nhìn kỹ, thì ra là Hồ Minh, chàng cất tiếng cười lạnh lẽo và nói to, Isa, tôi không thể nào ngờ Isa lại cam tâm làm gái bán ba như vậy. Tôi cứ tưởng Isa là một con người trong trắng lương. Thế mà, không ngờ cô lại là thứ hạ lưu như thế. Đồ hạ lưu. Đồ hạ lưu, tôi đau khổ trả lời Hồ Minh. Phải, tôi là kẻ hạ lưu. Anh nên hối hận vì đã quen biết rồi, Hồ Minh lại càng thêm điên tiết, vừa mắng tôi vừa khóc, người khách chở tôi thấy vậy vội cho xe lùi lại, rồi bỏ chạy đi về hướng khác. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau thấy Hồ Minh vẫn còn đứng thẫn thờ nơi ấy nhìn theo. Đối với lời mắng nhiếc của Hồ Minh vừa rồi, tôi thật chẳng giận chàng chút nào. Chàng là một thanh niên ngay thẳng, không muốn thấy tôi rơi vào hố trụy lạc, nên mới tức giận mà mắng nhiếc tôi như vậy. Nhưng chàng làm sao có thể hiểu nổi cái hoàn cảnh đau đớn của tôi, gã thanh niên vừa rồi là gì của em vậy? Người khách lái xe hỏi tôi, anh ta là bạn của tôi, chắc hắn khùng rồi người khách cười nói tôi lặng thinh không đáp có một hôm tôi đang ngồi uống trà trong một tửu lâu nọ thì bỗng nghe có tiếng người giới thiệu sau đây xin mời quý vị nghe ca thần hát nghe đến hai tiếng ca thần tôi hết sức ngạc nhiên và nghĩ thầm sao vũ bội cũng hát ở đây ư tôi nhìn lên ca đài thì quả nhiên thấy vũ bội đang tiến ra đứng trước máy vi âm hắn mặc một chiếc áo màu đen hắn tuyên bố trước máy vi âm giờ đây tôi xin mời một vị tiểu thơ lên đài để lắc trống giấy trong khi tôi hát cho thêm phần hứng thú xin mời vị tiểu thơ nào biết lắc trống giấy lên đây cho vui tiếng nói của vũ bội vừa dứt bên dưới khán giả có nhiều tiếng xôn xao nổi lên tiếp theo đó từ dưới phía khán giả có một thiếu nữ thân mình cao ráo mình vẫn y phục kiểu Ai Cập đứng dậy và từ từ tiến lên ca đài trong khi một tràng pháo tay tán thưởng nổi lên vang dậy, chẳng hay quý danh của tiểu thơ là gì. Vũ bồi hỏi cô gái ấy. Trinh Ni. Cô gái cười đáp, chợt nghe hai tiếng, Trinh Ni, tôi không khỏi giật mình, vì cô ta chính là em gái của một cô đồng học với tôi ngày trước, cô biết lắc trống giấy của Hạ Uy Di không? Có tiếng Vũ bồi hỏi trinh ni mỉm cười và gật đầu vũ bội liền quay về hướng khán giả nói to tốt lắm giờ thì tôi xin trình bày bản nhạc chớ nói lời từ biệt để cống hiến quý vị một tràng pháo tay lại nổi lên vang dậy thế rồi vũ bội bắt đầu cất tiếng ca giọng hát của hắn thật não nùng bi thảm như khóc như than khiến mọi người có mặt nơi ấy đều ngồi lặng yên lắng nghe một cách say sưa nhiều cô gái không cầm được giọt lệ vì lời ca tiếng hát hết sức bi thương ấy. Khi bản nhạc đã chấm dứt, Vũ bồi liền dìu Trinh Ni đi xuống khỏi ca đài và đưa cô ta về chỗ ngồi. Rồi mới bỏ đi, tôi liếc mắt nhìn thấy Trinh Ni đang ngồi cùng bàn với ba cô gái nữa chỉ trạc tuổi 17, 18. Tôi không muốn cho các cô gái ấy xa vào vết chân của tôi trước đây, nên tôi đứng dậy sang bàn các cô. Trinh Ni thấy tôi thì cất tiếng gọi, chị Isa đã lâu lắm rồi em không được gặp chị tôi ngồi xuống bên cạnh trinh ni và nói phải lâu lắm rồi không được gặp nhau còn chị của em hiện ra sao chị ấy đã sang anh quốc học còn một năm nữa thì về nước em vẫn còn đi học chứ vâng trinh ni cười đáp vì sao em đến nơi này vì em rất thích tiếng hát của ca thần còn chị chị có thích tiếng ca của anh ấy không tôi lắc đầu không hoàn toàn không thích một chút nào trinh ni tỏ vẻ rất thất vọng cúi mặt xuống và nói em rất thích tiếng hát của ca thần mà cũng thích cả cái hình dáng của anh ấy nữa anh ấy thật là đẹp trai tôi nói tiếp ngay nhưng tâm địa của anh ta thật là ác độc tồi tệ trinh ni ngạc nhiên hỏi lại với giọng không bằng lòng vì sao chị lại nói xấu anh ấy như thế tôi nghiêm hẳn sắc mặt chị chẳng hề nói xấu cho hắn đâu. Em chớ nên xa vào cạm bẫy của hắn, bởi hắn là một gã bất lương, Trinh Ni liền xa sầm nét mặt lại. Rồi đứng dậy ngạ cô ta vẫy tay gọi bồi lại tính tiền, rồi bỏ đi ra khỏi tửu lầu. Vì muốn cứu vãn cuộc đời trong trắng của một thiếu nữ như Trinh Ni, tôi cũng lật đật gọi bồi tính tiền đoạn đuổi theo Trinh Ni tôi muốn kể hết mọi chuyện đã qua cho Trinh Ni nghe nhưng trinh ni đã vội bỏ đi thật xa tôi rồi tôi chẳng còn biết làm sao hơn là đành đưa mắt nhìn theo cái bóng của trinh ni đi xa dần nhưng tôi vẫn không nản lòng tôi về nhà tìm cái địa chỉ của trinh ni rồi đến tận nhà nàng xong ba mẹ của trinh ni vừa nhìn thấy tôi thì nét mặt lộ vẻ lạnh lùng ngạ trong quá khứ bà chẳng hề đối xử với tôi như thế cả giờ đây bà lãnh đạm với tôi như vậy thì tôi làm sao có can đảm mà nói ra bà cất giọng lạnh lùng hỏi tôi có chuyện gì thế trinh ni là con gái còn trong trắng xin cô chớ có đưa nó đến các ba bán rượu để làm bậy vừa nghe xong câu ấy tôi tức giận đến cực điểm nên vội chuyển mình bỏ đi ngay bà mẹ của trinh ni đóng sầm cánh cửa nhà lại nghe rầm một tiếng chương kết đến đấy là isa đã chấm dứt câu chuyện liên quan đến ca thần của nàng tôi hỏi isa rồi sau này trinh ni ra sao thì cô ta đi làm gái bán ba tôi uống một hớp rượu isa lại hỏi tôi lôi đạt có phải đó là một đề tài tiểu thuyết rất hay để viết tiểu thuyết không tôi gật đầu phải đó quả là một đề tài tiểu thuyết rất xúc động lòng người vậy thì anh hãy viết một cuốn tiểu thuyết lấy ca thần làm đề mục có được không nhưng tại sao lại gọi là ca thần trong chuyện thần thoại của hy lạp có một câu chuyện như sau nghe nói có một vị thần có giọng rất hay tiếng ca của vị thần ấy khiến người nghe như say như mê mẩn cả tâm thần mỗi đêm vị thầy ấy đều ẩn mình trong bóng tối cất tiếng ca vang lừng trên sóng nước dội vào bờ khi ấy có một chiếc thuyền đi qua các thủy thủ trên chiếc thuyền đều cơ hồ như bị một sức quyến rũ ma quái lôi cuốn mà cho thuyền hướng về phía tiếng ca vang lừng ấy. Sau đó, chiếc thuyền đụng vào đá ngầm mà chìm đi, các thủy thủ cũng đều bỏ thay dưới những lượng sóng biển. Tôi lắng nghe Isa nói và suy nghĩ một lúc thì hiểu ngay cái ý của Isa như thế nào rồi, Isa hỏi nhỏ tôi. Đã mấy giờ rồi anh, tôi nhìn vào đồng hồ tay rồi đáp, đã 12 giờ rồi, có lẽ em phải đi mới được, Isa. Isa nhận thấy tôi là người như thế nào, rất tốt. Nàng trả lời một cách rất nhanh chóng: Isa, tôi, tôi đã yêu Isa rồi. tôi cố lấy can đảm mà thổ lộ lòng mình với nàng như vậy nhưng Isa lắc đầu, đáp, anh chớ nên yêu em làm gì. anh chỉ nên thương hại em là đủ lắm rồi. tôi còn biết nói sao hơn nữa. Tôi thất vọng, lặng lẽ nhìn Isa một lúc sau, có một người ngoại quốc đi vào trong quán rượu. Isa nói với tôi, tái kiến, rồi đứng lên, đi lại cặp tay trái người khách ngoại quốc ấy mà rời khỏi quán rượu. Tôi nở nụ cười buồn, rồi uống hết ly rượu này lại đến ly rượu khác. Chuyện đến đây là hết. Bạn bấm vào nút subscribe, đăng ký, đó là nghĩa cử ân tình nhất quê hương chen nộ cảm ơn bạn rất nhiều